Có nhiều người người ta có rất nhiều tiền nhưng mà ta không vui, đời sống người ta khổ lắm. Thậm chí có nhiều người có rất nhiều tiền nhưng mà không xài thoải mái, tại vì xài bị kiểm soát. Xài bị, biết có nhiều tiền mà không dám xài, tại vì xài hụt hao ta biết. Cho nên rồi cũng không có tự tại. Cho nên cái người mà muốn đời sống hiện tại đây á, tiền bạc thoải mái, sống không có bị lệ thuộc tiền bạc mà mình xài thoải mái. Nếu mà nói về cái tướng, cái sự sống đó, thì phải tập bố thí. Cái nhân là do bố thí, rồi cái quả là đời này mình có tiền của mình xài thoải mái. Xài mà mặc dù đời sống mình không giàu hơn ai, nhưng mà đối với tiền bạc mình không quá đến nỗi là mình túng thiếu. Nếu mà nói về cái nhân tu phước đó, thì bố thí để được cái quả là chúng ta có tiền của. Còn nói về sự thực tập, anh có tiền nhiều tiền ít không quan trọng, quan trọng là anh biết cách xài. Tiền ít mà biết cách xài vẫn đủ, không dám nói dư nhưng mà đủ. Tại vì sao? Người ta biết liệu cơm mà, liệu cơm mà gấp đậu hũ. Thì cái người mà ta liệu cơm ta gấp cái đó là từ tự tại. Đáng lý định nói mắm rồi. Nhưng mà thấy nhiều người nói mắm của mình thay đổi liền. Thì thưa đại chúng, là người ta thường nói sao? Nghĩa là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Cái chánh điện này tuy không lớn nhưng không đến nỗi, nghĩa là quá chật, không dung chứa được 200 người. Cho nên chỉ cần mình chịu khó, mình mỗi người nhích nhích một chút, gọi là thân hòa đồng trụ, thì vẫn đủ như thường. Thì cuộc sống này cũng vậy. Nói về phước báo thì phải bố thí mới được cái phước đó. Còn nếu nói về sự tu hành, thì dù chúng ta ở cái hoàn cảnh túng thiếu, nhưng nếu chúng ta khéo sử dụng, có được sự tự tại, không bị ràng buộc, thì mình vẫn đủ sống, chứ không phải là thiếu, cũng không dư. Pháp Hòa ví dụ, hồi mình có tiền, mình thoải mái thì cái gì mình mua cũng được, xài không xài cũng mua. Nhưng bây giờ trong cái hoàn cảnh mình hơi hụt chút, bây giờ sao? Tự tại trong chi xài là cái gì cần thì mua, vẫn mua, nhưng mà mua cái thật cần, chứ không mua cái không cần nhưng mà tại nó sale mua để chứa. Hồi xưa là mình sống kiểu đó đó, không, miễn nó sale là mua. Có nhiều khi mở cái tủ ra cũng còn khoảng 100 cái áo còn hiệu chưa mặc, tại vì mình mua xong mặc không kịp, cái nó hết thời. Hết thời mặc ra, người ta nói mặc đồ lỗi thời. Kê mắc cỡ không mà. Rồi ở đây thì lâu lâu phải chở đi Wilson. Thí dụ vậy. Cho nên cái chữ tài tự tại nó hai ý. Nói về sự phước báo thì do bố thí mà được. Còn nếu nói về sự tu hành thì hằng ngày chúng ta có tài tự tại không? Có. Đi đâu trong túi mình có tiền, nhưng mình phải biết lượng để chúng ta chi dùng, thì chúng ta không có gì mà không được hết. Đó, cho nên cái thứ hai là tự tại ở tiền của, gọi là tài tự tại. Hồi nãy là cái tấm, giờ cái tài. Tài là tiền của. Rồi cái thứ ba là gì? Nghiệp tự tại. Nghiệp là gì? Nghiệp tức là cái hành động của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Hễ mà chúng ta tĩnh lặng thì chúng ta tạo nghiệp tốt, mà chúng ta bất giác thì chúng ta có thể tạo nghiệp xấu. Cho nên chúng ta phải có cái nghiệp tự tại, là có được cái tự tại thảnh thơi thoải mái. Chính mình làm thiện, khuyến người làm thiện. Ví dụ như mình có tiền, mình giúp người ta. Giờ không có tiền thì không thể nói trời ơi tôi muốn giúp quá mà tôi không có khả năng. Không cần thiết. Bây giờ không có khả năng phải không? Nhưng mà thấy ai làm thiện khuyến khích. Hay là nói tôi không có khả năng cho, nhưng mà tôi biết bạn tôi có khả năng, và người này hay giúp người lắm, để tôi liên lạc tôi hỏi.
thì cái đó gọi là nghiệp tự tại. Mình không làm được thì mình đi khuyến thỉnh người khác. Giống như là thỉnh thoảng đi một vài cái đám tang, Pháp Hòa biết gia đình người ta thiếu hụt, thì Pháp Hòa hay lên tiếng với Phật tử: nơi tất cả quý vị ai có khả năng 5 đồng 10 đồng gì ủng hộ trợ duyên cho gia đình. Ở đây mình làm hai việc: một là mình giúp người ta một phần nào trong cái khi người ta hữu sự; cái thứ hai chúng ta nói lên được cái tình người, tình đạo với nhau. Cuộc sống hàng ngày nhiều khi mình lo mình cái mình quên lo người khác, đời sống họ hụt hẫng mà mình không hay. Nhưng mà khi họ hữu sự, họ có một cái vấn đề trong sẽ xảy ra như người thân mất, thì lúc đó mình mới được cơ hội mình biết là họ túng thiếu. Thì đây là cơ hội để mình hành thiện. Thì khi mà mình làm việc đó không có nhưng mà khuyến thỉnh, thì cái đó gọi là nghiệp tự tại. Rồi bây giờ mình nói chùa đang xây dựng, nói dạ con xin lỗi, lúc này con thất nghiệp, con có khả năng con giúp chùa xây chùa, nhưng mỗi ngày con tới con dọn dẹp, con phụ chùa lo. Nghiệp tự tại. Đã nói là hành thiện thì không ràng buộc ở tiền của, dù một lời khuyến thỉnh, dù một hành động nhỏ. Cho nên không ai mà không thể làm thiện hết. Cái quan trọng là chúng ta có quán chiếu để chúng ta thấy rằng khả năng của mình để mình làm thiện hay không. Chứ đừng có nói tôi không có làm được chuyện gì hết. Không phải đâu, làm được. Rồi mỗi người mỗi việc. Thí dụ giờ mình tới mình quét chùa, lao tượng Phật, làm hương đăng, phụ nấu ăn, rửa chén, cái gì cũng làm được hết. Thậm chí không làm gì hết, ngồi chỗ mà ai làm gì cũng tùy hỷ, không có chê. Chê là không biết hành thiện. Có nhiều khi không nấu mà đi vòng vòng nghe thấy người ta nấu chê. Thế cái đó không nên. Tại vì cái đó là mình không biết tùy hỷ. Mà không biết tùy hỷ thì không phải là người tự trại trong hành thiện. Tại sao anh có lời khen anh không dùng? Chê ở đâu có sẵn mà anh bưng ra anh xài ào ào vậy? Phải không? Thành thử cái đó không phải là hành thiện, không phải là nghiệp tự tại. Chờ Phật tử mình, người mà chúng ta sống trong đời, chúng ta phải hành thiện. Hành nghiệp có nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng tùy hỷ được hết. Thí dụ thấy một đứa nhỏ nó đi chùa, mặc dù nó có giỡn nhưng mà mình cũng nghĩ trời ơi nó còn chịu nó đi chùa cỡ này ha, chừng 15-16 tuổi chắc gì nó chịu theo, cho nên thôi kệ nó vô chùa, nó chạy nó giỡn một chút nhưng mà nó cũng giỡn trong chùa. Quý vị biết hồi nhỏ mà đi tu á, ở trong chùa con mình Pháp Hòa không có một huynh đệ nào đồng tu với mình hết. Mà Pháp Hòa thì không có buồn. Mà lúc đó Phật tử tới chùa rất là ít, cho nên mỗi khi chùa mà có được vài bác, vài cô tới chùa, Pháp Hòa vui á. Pháp Hòa hay giỡn. Nhiều khi á, mấy bác chuẩn bị đi về, cái Pháp Hòa lấy cái bóp, Pháp Hòa cất. Pháp Hòa giấu là tại vì không muốn quý vị đi về. Rồi mấy bác này, mấy cô này này mà ngồi thiền, ngồi nghe Pháp về, cái Pháp Hòa lén lén và lấy hai cái áo và cột lại. Hai giặt áo cột lại, hai giặt áo cột lại, lát đứng dậy bà đi ngõ giật lại. Cái ông nhỏ chứ không ai ở trường, tại trong chùa có mình nhỏ nhất thôi. Có một cái bác Phật tử, bây giờ bác vẫn còn sống, bác mới nói với mấy cô trong chùa: kệ chú đi, tội nghiệp chú vô chùa chú tu mình chú buồn, chú không có ai giỡn ai chơi với chú, cho ổng khóa một chút vậy đó, mà ổng ở chùa ổng tu. Quý vị thấy không? Cái đó gọi là tùy hỷ. Hồi đó tên của quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý đại đức là Pháp Hòa thuộc lòng hết, tên trong giấy tờ. Hòa thượng nào tên là Nguyễn Văn gì, Trần Văn gì, Pháp Hòa biết hết. Toàn là điền tên quý ngài vô sớ cầu siêu không. Lựa mấy cái lễ lớn mà lúc đọc danh sách á, điền quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý thầy vô trong danh sách cầu siêu. Thì mấy thầy cứ nộp lên đọc thôi. Đang tất cả đại chúng đang quỳ về, cái đọc tên, ủa sao giống tên tôi vậy? Thầy kia nói, ủa sao giống tên tôi?
Một lát đi xuống cái đấy. Ồ, hồi nãy danh sách cầu siêu có một cái tên giống tôi. Cái thầy kia nói, sao giống tên tôi. Hỏi ra một lô là bị hết. Nhưng mà các ngài không có giận hờn gì mình hết. Vì sao? Vì các ngài tùy hỷ, kệ nó vui. Mà cái đứa nó vui nó mới tu được, phải không? Cho nên á, mình thấy ai cực khổ nấu chay cho người khác ăn, nói tại sao mà phải làm vậy chi, cái người đó ta đang làm thiện mình không biết. Khuyến thỉnh người ta, mình ăn là chuyện tốt rồi, mà thấy người ăn được mình mừng, mình vui, dù chỉ là một bữa chay. Cho nên á, thường thường trong chùa mình có cái hay nấu xong mà lỡ dư cái sao lấy bao ra để tu go. Nhưng mà đại chúng nhớ là khi nào dư mới tu go. Còn khi mà người ta chưa ăn, đồ còn đang để dành cho mọi người, rồi mình tự mình vô mình lấy, mình đi trước là không nên, phải không? Cái đó lâu ngày nó thành một cái nghiệp. Cái nghiệp là mình cứ chà đồ trước đó. Là mình trước người đầu nhà. Cái tu go là khi nào nó dư mới tu go. Chứ rồi thậm chí mình vì cảm tình cá nhân, mình nấu xong rồi mình phone cho bạn của mình đó, nhớ đi cửa sau nghe tôi làm sẵn bịch. Không nên cái đó. Mình tập cho các thầy người đó thành một cái nghiệp, phải không? Thật sự ra chùa không có hẹn hẹp gì hết. Nhưng mà mình phải trước sau nó rõ ràng, chứ không có thể là chúng ta làm nó trật đi cái nguyên tắc. Xin lỗi đại chúng, mà nhiều khi ở Việt Nam mình nấu ăn xong mà cha mẹ chưa ăn, con cái cũng đâu có dám ăn. Đó là ngày xưa là vậy đó. Đợi cha mẹ ăn rồi con cái mới dám. Thì trong chùa mình cũng phải giữ cái nếp đó. Tức là nấu ra rồi cũng chưa cúng Phật, chưa cúng dường chư tăng, hề đem lên cúng các hương linh. Rồi mình vì cảm tình riêng mình cứ múc sẵn vậy, rồi kêu người bạn của mình đó, tấp vô. Đừng đi làm nhớ ghé nha. Để mình lấy cái cảm tình như vậy. Tức là mình tự mình tạo một cái nghiệp cho mình với người. Cái đó cũng không nên. Tập cho mình một cái tâm. Cái người kia thì cái tâm họ tham trong vô tình, họ đâu có biết, phải không? Còn mình là cái người cố ý cho để có cảm tình, mà mình cũng vô tình tạo cho mình một cái nghiệp, và người kia cũng một cái nghiệp không tốt. Rồi riết rồi cái hỏi này là gì? Tự tội, tự tài, muốn ăn nhiêu lấy. Cái này cũng tự tại đó. À, thứ ba là nghiệp tự tại rồi, phải không? Thứ tư là gì? Là sanh tự tại. Sanh là sao? Sanh nghĩa là mình sống. Đời sống của mình an nhàn. Có nhiều vị á, người ta chết, người ta cũng không có khổ đau, vì người ta sống bình an lắm. Cho nên có nhiều bác lớn tuổi về già nói thôi tôi bây giờ có chết tôi không có gì hối hận nữa hết, con cái cũng đã lo đàng hoàng, cháu chắc cũng đầy đủ, nói chung là đời tôi có đủ hết rồi, cho nên tôi đi tôi không có gì ràng buộc. Cái đó gọi là sống, là sanh an, sanh tự tại, nghĩa là sống hay chết người đó vẫn an nhàn. Còn bây giờ đối với chúng ta là những người thực tập thiết thực trong cuộc sống là gì? Trong cuộc sống của chúng ta dễ gì không có những bất trắc mỗi ngày. Thậm chí cạo đầu vô chùa tu chưa chắc đời sống ở trong chùa yên. Tại vì sao? Tại vì nhiều khi mình gặp những cái người huynh đệ chưa được dễ thương, người ta còn thế này thế nọ với mình. Nhưng mình phải thấy được sự nghiệp tu hành của mình là ở đây, lấy nhẫn nhục, nhu hòa, làm liều thuốc, làm thềm thang để mình đi tới. Cho nên người xưa có câu đó: học hải vô nhai cần thị ngạn, thanh thiên. Gọi là thanh thiên là trời xanh đó. Hữu lộ chí vi thê, mình dịch cho tiếng Việt là học hải vô nhai là gì? Biển học mênh mông không có bờ bến, nhưng mà chỉ cần chúng ta siêng năng thì sẽ tới bờ. Trời xanh có lối. Gì nữa? Cái chí nguyện của mình
chính là cái thang để chúng ta lên. Với ý nói là bầu trời nó cao nó rộng vậy đó, dường như mình tới không được. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ còn có ý chí thì ý chí đó chính là cái thang để cho chúng ta leo lên từng nấc lên tới trời. Thanh thiên hữu lộ chí vi thê, chữ thê là cái thang. Như vậy thì cuộc đời mình cũng vậy. Mình tu á, bất cứ hoàn cảnh nào mình phải an nhàn, bởi vì nếu mình đủ duyên lành thì gặp cảnh thuận, nhưng mà nếu mình chưa đủ thì mình gặp cảnh nghịch. Nhưng mà biết đâu cảnh nghịch chính là cái nơi rèn luyện mình tốt nhất. Thưa đại chúng, Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông nhờ từ đâu? Ai coi phim Tây Du Ký rồi đó. Nhờ Tôn Ngộ Không bị nhốt trong cái lò bát quái, lửa đốt, lửa nung đốt, vậy mà Tôn Ngộ Không tung được cái lò đó, đạp đổ cái bình lửa đó, và từ đó Tôn Ngộ Không có 72 thần thông biến hóa. Tôn Ngộ Không là mình. Đôi khi mình ở trong một cái lò lửa, người ta thiêu đốt mình, nhưng nếu mình vượt được cái lò lửa đó thì tức khắc mình có thần thông. Thần thông đến mức độ chỉ cần Tôn Ngộ Không bứt một cái sợi lông khỉ ra, thổi cái phù ra được cái nhà, ra được bất cứ mọi hình tướng. Cái đó là cái biểu tượng. Người sống mà có tự tại rồi á, một sợi lông sợi chỉ người ta vẫn làm ra được việc. Cũng giống như người mà biết nấu ăn rồi á, chỉ cần bước vô bếp một bó rau họ cũng làm ra món ăn. Còn mình không biết gì hết, nó đưa nguyên tủ cũng làm trật lất hết. Thế cái người mà quý vị thấy, những cái người mà người ta thành tựu trong cuộc sống như là ông Bill Gates, những cái người nhà giàu tỷ phú đời nay đó, quý vị đọc lại tiểu sử họ, coi có ông nào mà thừa hưởng sự nghiệp giàu có của cha mẹ. Có những ông phải đi bán ve chai long dịch, bán đủ thứ để rồi có được thành một tỷ phú, chứ đâu phải bình thường. Thì cái người đó, người cái quan trọng là người ta có cái bát nhã. Bát nhã là trí tuệ đó, để người ta quán chiếu, người ta ứng dụng tiền của người ta, sự nghiệp đời của người ta, cuộc sống người ta. Cho nên lúc đầu người ta chịu khó, sau người ta mới thành tựu được. Cho nên mình sống trong hoàn cảnh khó chưa chắc đã là xấu, tại vì chính cái khó nó rèn luyện, nó tôi luyện một con người thành tựu lớn trong đời mình. Pháp Hòa thường suy nghĩ, có lẽ Pháp Hòa cũng cảm ơn, nếu mà Pháp Hòa sanh ở nước Mỹ này hay là ở nước Canada, lớn lên chưa chắc mình đã tu được tốt. Nhờ 12 năm sống ở Việt Nam, cái thời gian nghèo khó, mà khi mình được qua đến này năm 12 tuổi, rồi khi 15 tuổi mình đi tu, thì cuộc đời mình vô tu cũng không phải dễ. Tu năm, thời gian tu mà những cái năm đầu mà người Việt mình mới định cư ở hải ngoại này, thì quý vị tưởng tượng, hồi đó tàu Hữu Kỳ mắc lắm, làm được một cây chả lụa đem vô chùa chỉ có thầy trụ trì được ăn thôi, chứ làm gì mà thoải mái bây giờ mà cắt để vô tô, tô 2-3 miếng không có đâu. Hồi đó là cái món ăn trường kỳ Pháp Hòa suốt thời gian làm chú tiểu cả chục năm đó, bắp cải mì căn, bởi bây giờ cải dữ lắm, mà cải bắp không chứ không phải cải thường nữa. Cứ chiều chủ nhật là cô Phật tử bưng hai cái bắp cải lên để trên chùa, là thầy trò ăn bắp cải suốt tuần lễ đó. Bắp cải nấu canh, bắp cải xào, bắp cải luộc. Xào thường xong ngán quá cho ketchup vô xào, xào ngán quá luộc, luộc ngán quá nấu canh. Hai cái bắp cải, khìa cho mấy cây mì căn, ăn suốt nguyên tuần mà hễ chủ nhật hết cũng cái nào hai bắp cải mấy cây mì căn. Nhưng mà cái lúc đó Pháp Hòa không có bị khổ đau vì chuyện ăn uống hết á, tại vì lúc đó mình chỉ một chí thôi, đó là chí gì? Tu, tu hạnh phúc, không khổ đau, không phiền muộn gì hết. Thậm chí chùa không có tiền, lâu lâu mình đi về nhà
bà già cho 20, 30, đem về đưa cho cô Phật tử, nói con phụ tiền ăn, không có tiền để mà mua đồ ăn đi chợ nữa, đi chợ mua đồ ăn nữa. Lâu lâu về nhà má cho 20, 30 đồng đem về đưa cho cô Phật tử. Ăn buổi trưa là toàn ăn cơm với dưa cải, mà dưa cải là bà già ở nhà muối cho ăn chứ chùa cũng có sẵn. Bữa nào mà được khúc bánh mì chả lụa chủ nhật dư lại đó, bánh trái gì chủ nhật đi học đem vô tủ để mấy đứa bạn nó biết cái số locker của mình, cái số tủ nó mở ra lấy nó ăn. Ăn xong nó còn dán bảng nó cảm ơn chú tiểu. Nhưng mà không buồn, không giận, không cảm thấy chán nản gì đời tu hết. Mà nhiều khi tự ý thức chùa không có tiền. Hồi thọ Pháp Hòa còn làm sao gì, mỗi buổi sáng quy định cho bản thân mình rửa mặt, súc miệng, cái ly nước vậy nè, 2 ly thôi, tắm là 1 xô nước. Thầy không bao giờ thầy biểu chuyện đó, nhưng tự mình ý thức, mình kiệm phước, không dám xài phí, sợ tổn phước. Rồi bây giờ đây, cho dù mình có đủ các thứ nhưng cũng không dám phí, bởi vì mình phí là mình tổn phước. Chứ đừng có nghĩ rằng mình có là cứ xài thoải mái đi, xài tự tại đi. Xài tự tại kiểu đó đó, phước nó tổn cũng tự tại lắm, nó rào ao vậy đó, không dám làm. Cho nên cho dù bây giờ dư giả cũng không phí, đủ xài là được rồi. Những cái tờ giấy lao lao miệng ăn cơm mà tờ to to cất lại, lao chỗ nào cuối cùng, đến khi nào không xài được nữa mới dục, chứ không phải dám bỏ tùm lum. Như vậy mà mình còn sợ phước mình tổn giảm nữa, huống chi mà mình cứ phung phí. Đừng có nghĩ là chỗ công cộng như chùa chiền thoải mái đi. Mình tới chùa, mình ở chùa nguyên ngày uống nước đó, lấy cái ly ghi tên mình lại, cả ngày mình dùng cái ly đó. Chứ 2 phút uống ly bỏ, 3 phút uống ly bỏ, mình ở chùa ngày đó không 10 cái ly, mà 100 người thì bao nhiêu ly, 1000 người thì bao nhiêu ly. Tốn kém thì chưa nói mà tổn giảm môi trường sống. Mà khi mà môi trường này nó bị ô nhiễm thì ai là người hưởng? Cũng mình hưởng thôi chứ ai đâu, không? Cho nên hễ mình thả cái nhân ra thì khi cái quả nó đường cùng, nó return, nó trở lại thì cũng là mình hưởng chứ không có ai đâu. Cho nên mình phải có là cái người sống tự tại, là mình thấy rõ tất cả mọi cái cuộc sống của mình. Nghèo cũng có cái hay, giàu cũng là một cái tốt, nhưng mà nhiều khi thiếu trí tuệ thì chúng ta bắt đầu ỷ cái tiền của chúng ta phí. Mà phí như vậy rồi thì phước nó giảm. Cho nên thưa đại chúng, nước Mỹ tuy nghèo vậy đó, nó nghèo là nghèo cái gì, nợ dữ lắm, nhưng mà nước Mỹ vẫn không ngưng làm phước. Mặc dù vậy đó, nhưng mà hễ thử một cái nước nào Á Đông mà thiên tai coi, nước Mỹ cũng sẽ có mặt. Không? Thành thử ra cái phước nó vẫn có chứ không phải không. Bất cứ hoàn cảnh nào, nước Mỹ vẫn là cái nước cường mạnh số 1. Đời sống của mình ở đây tốt, cho nên mình phải nhận ra cái đó để mình sống tự tại. Mà bây giờ cái tự tại của mình ở đây là gì biết không? Cái quan trọng là đừng để bị ràng buộc bởi những cái phiền não li ti, tự mình làm cuộc sống mình không thoải mái. Lẽ ra cuộc sống mình thoải mái, nhưng chính mình đã làm nó không thoải mái. Thứ năm là gì? Giải thoát tự tại. Giải thoát tự tại là sao? Giải thoát tự tại là cái tâm mình đó tùy ý mình, không có bị những cái ràng buộc. Bị chỉ chữ giải là mở. Kế đến là thần lực, nguyện. Giải thoát là do gì? Do nhẫn nhục. Cái người mà họ sống thoải mái là do nhẫn nhục. Tại vì họ biết họ không gây thù chuốc oán gia, họ không có nói những cái điều sai quấy. Có được cái đức nhẫn thì tự nhiên có giải thoát. Còn có được sống tự tại là nhờ có giữ giới. Có được cái nguyện lớn là nhờ gì? Nhờ sự tinh tấn. Hôm qua Pháp Hòa có nói sơ về chữ nguyện đó. Mình sống mà không có nguyện đó,
tu không tới. Ví dụ như Pháp Hòa nói chiều nay Pháp Hòa mời quý cô tới chỗ đó tham dự được không? Không biết à. Khi nào tôi đi được là tôi đi. Người nói như vậy có đi không? Cái cơ hội đi hiếm, bị nói như vậy thì không có để cái điều đó trong lòng. Đi cũng được, không đi cũng sao. Nhưng khi mình nói rồi, chiều nay 4 giờ tôi sẽ có mặt chỗ đó, thì khi mình nói như vậy thì cái câu nói đó nó để trong lòng. Mà khi để trong lòng là cố gắng mình nhớ. Cho nên tu cũng vậy. Nên thôi không hứa đâu, hứa không làm tội. Phật đâu có bắt tội mình mấy chuyện đó. Thí dụ giờ nói tôi hứa tôi đi chùa ngày hôm nay, sáng nay bận việc không đi cũng không có tội. Đừng có sợ là hứa đi rồi không đi tội. Cho nên ai hỏi mình gì cái thôi tôi cũng hứa đâu, hứa không làm tội. Mà chính không hứa tức là không nguyện. Mà không nguyện thì sao? Mình tu là phải phát nguyện. Ví dụ như mình nguyện ăn chay nè, có nhiều khi mình không nguyện thì sao? Tôi không có nguyện là nguyện ăn không ăn tội lắm, thôi kệ đi để tôi ăn được nhiêu tôi ăn. Mà hình như không có nhiêu tôi ăn hết. Mà nói tóm lại là không ăn bao nhiêu hết, tại vì có nguyện gì đâu. Còn nếu mình nguyện, tôi nguyện mỗi tháng ăn 2 ngày thì sẽ cố gắng tranh thủ mỗi tháng 2 ngày. Cho người tu mà không có nguyện thì cái nguyện đó là cái thang để dẫn dắt mình. Cho nên tại sao Phật tử phải quy y? Thì chính cái lễ quy y đó đó, nó giúp cho mình tăng trưởng được cái lực để chúng ta tiến tu. Cho nên cái kế là nguyện xong rồi gì nữa? Lực. Lực là sức mạnh. Mình có cái nguyện xong rồi thì cho có cái thần lực. Thần lực là gì? Nội tâm vững chãi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình không thích cái điều đó, nhưng mà tự nhiên hôm đó nó đến với mình một cách rất là đột ngột. Mình không có nghĩ rằng mình sẽ gặp cái trường hợp. Nhưng mà mình vẫn giữ được cái thái độ mình bình thản, do cái nội lực mình quán chiếu bên trong. Con người mình đó, quý vị thấy Đức Phật đó, nhiều khi nói Phật có thần thông, không phải Phật bay nhảy gì đâu. Thần thông của Phật tức là cái định lực ở trong người của Ngài. Bằng chứng là quý vị đọc sử của Ngài, nghe người ta tới chửi Ngài, tới vu oan cho Ngài. Nhưng mà mình đó là mình đổi sắc. Nhưng mà Phật có cái định lực đó. Phật quán chiếu, Phật thấy được cái túc duyên, cái nghiệp chướng của Ngài. Cho nên cái người sống, Pháp Hòa ví dụ ha, nếu mà hôm nào mình sống trong gia đình của mình, mình có một cái người đó trong gia đình mình, họ hay tính tình họ như vậy. Cho nên mỗi lần mình gặp họ đó, hồi trước á, mình còn nổi xung thiên với họ, chứ từ từ giờ mình hình như mình cũng bớt đi rồi. Nhưng mà mỗi lần họ nói những cái điều đó, tâm mình vẫn vững, rồi bây giờ mình có được cái thần lực bên trong. Cho nên cái lực tự tại đó, cái thần lực tự tại không phải là mình ra oai với ai, nhưng mà cái sức mạnh của nội tâm, mình thấu rõ mọi vấn đề. Trí tự tại là do mình có được cái ngôn ngữ ứng xử trong đời. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng gọi là pháp tự tại. Pháp tự tại là sao? Nghĩa là bất cứ việc gì mình nói ra, nó đều ứng hợp với căn cơ, thời điểm. Căn cơ là khế cơ, hợp với đạo lý gọi là khế lý. Mà người nói khế lý khế cơ là người nói được nghĩa của kinh. Pháp Hòa ví dụ như mấy em nhỏ, nó ngồi đây nãy giờ đó, mình nói thì rất là khế lý, nhưng mà bởi vì tiếng Việt các em nó không hiểu, phải không? Thì không khế cơ. Lý thì có đó, nhưng mà căn cơ không hiểu. Thì như vậy là thiếu cái phần trọn nghĩa của chữ kinh. Thường thường mình nói ô đi tụng kinh, đi tụng kinh, thì người ta đặt câu hỏi với mình, kinh là gì mà phải tụng? Vậy thì kinh là gì? Phải cần học, phải nghiên cứu. Bởi vì tất cả những gì trong kinh nó đều phù hợp, một là căn cơ, hai là lý lẽ. Hợp được căn cơ, hợp được lý lẽ, cho nên gọi là kinh. Chữ kinh nói cho đủ là khế kinh.
khế kinh là gì? Chữ khế là khế hợp, hợp với chân lý, hợp với căn cơ. Đó là chưa nói năm nghĩa của kinh. Kinh như là một sợi dây đo lường để cho chúng ta đi cho nó tới, cắt gỗ cho nó ngay, cho nên gọi là thằng mặt. Mình muốn cắt gỗ cho ngay á, mình kéo cái dây chỉ mà có phấn á, căng từ đầu này qua tới đầu đó, búng cái phấn nó rớt xuống, rồi là đem cái miếng gỗ đây lên cái cưa, cưa đúng ngay cái đó thẳng. Vậy thì kinh là sợi chỉ đó đó, kinh là thằng mặt, kinh là dòng suối mạnh. Bởi vì rác mà nó có dính vô những cái ngõ ngách á, dòng suối mà chảy mạnh xuống thì tẩy đẩy hết những cái rác ra ngoài. Tâm mình mà còn chứa một chút gì phiền não, nhờ lên tụng thời kinh nó cũng bớt, tại vì nó đẩy ra bớt. Tôi giận người đó quá, tôi không muốn gặp mặt người đó, bây giờ tôi xách vỏ tôi đi chùa đây. Không muốn gặp mặt ở nhà, cái xách vỏ đi vô chùa. Đi vô chùa cái mở kinh ra tụng. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Trời sao giống mình quá. Đọc cái lời kinh trong đó sao giống mình quá. Không, có ngày không nói với nhau, chia cách hố kia càng rộng. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Đúng ý mình quá, đúng bệnh của mình quá. Rồi hết buồn hết giận, thậm chí giận cái người kia trước khi ra khỏi cửa nhà, chết đâu chết khuất cho rồi, sống bực bội quá. Nhưng mà tới hồi đi vô trong này, ngay đám cầu siêu, hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Đọc vậy xong cái nhớ trực lại, trời nãy mình dũa người kia, chết đâu chết khuất cho rồi. Cái nhớ trực lại thì tự nhiên cái phiền não mình nó dợi đi, phải không? Cho nên á, trong kinh Di Đà nói á, quá 10 muôn ức cõi sẽ đến cực lạc. Chỉ cần qua 10 muôn ức cõi sẽ thấy được cực lạc, nhớ không? Kinh Di Đà nói vậy đó. Vậy thì 10 muôn ức cõi này là gì? Là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, năm thứ rồi, phải không? Là ác kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ. Chỉ cần qua được 10 cái đó thấy được cực lạc. 10 muôn ức cõi trong kinh Di Đà muốn nói đó là cái đó đó, phải không? Quá 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc. Tại vì mé bên này là cực khổ, mé bên này là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là ác kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ, cho nên cực khổ. Vượt được 10 cái đó liền thấy cực, cực lạc. Trong cõi cực lạc có Đức Phật Di Đà hiện đang thuyết pháp, phải không? Này Xá Lợi Phất, ở cõi cực lạc á, chim nó hót, nhớ không? Bạch Hạc, Khổng Tước, Ca Lăng, Tần Già, Cổng Mạng, tất cả các loài chim đó hót lên. Người ta nghe tiếng chim hót cũng sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Trời ơi, người mà vui rồi đó hen, không còn tham sân si mạng nghi gì, ngồi ở cái gốc cây chỗ chùa Đông Hưng này nè, chim nó hót cũng, trời chim bữa nay hót hay quá ha. Tại mình mà người mà không mà an vui rồi đó hen, hát hay cũng nói hát dở quá. Cái người mà buồn rồi không có nghe cái gì nổi hết, còn cái người vui rồi tiếng chim hót cũng thành ra tiếng pháp, cái lá nó rơi cũng thành ra pháp. Cho nên cực lạc là gì? Là khi tâm mình vượt mọi khổ đau, sống trong cảnh vui, gọi là cực lạc. Cho nên cực lạc ở đâu xa? Cực lạc ở trong ta. Vừa rồi có một cô hỏi thầy ơi, cực lạc có xa không? Thầy Pháp Hòa mới nhớ một vị tổ mới nói một cái câu như thế này: Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Trăng mình nó lặn nhưng mà nó có rời trời đâu. Cũng như vậy,
Cực lạc không có ở đâu để mà phải đi tìm. Cực lạc nó ngay ở trước mặt mình, mà cái quan trọng là mình có cặp mắt cực lạc để mình nhìn không. Có nhiều khi á, bước vô nhà, trời ơi nhà sao nó tới hù à? Mở đèn lên coi bay. Mở hết lên đèn vẫn tối, tại vì mắt mình đeo một cặp kiến đen. Có không? Đó. Nhiều khi mình mang một cặp kiến đen mình quên mất đi, rồi mình tới bước ra ngoài đường, sao trời hôm nay âm u dữ vậy. Rồi mình biểu là phải thế này thế kia, nhưng mình quên cặp mắt mình còn mang cả một cặp mắt kính đen. Lột cái mắt kính đen đó thì bầu trời quang đãng, đèn không mở mà vẫn sáng. Mình cũng vậy, hễ tâm mình mà còn chứa một cặp kính đen đó, như bít mắt mình, tâm mình còn tối thì ăn gì cũng thấy không ngon, ngồi đâu cũng thấy buồn, nghe gì cũng thấy dở. Người ta cười mà mình không cười nổi. Thấy không? Mở phim hài ngồi trước mặt ta cười rần rần mà sao mình không thấy cười. Còn những lúc mình vui coi, không thấy nó nói gì cười mà ngồi cười. Đó. Cho nên thưa đại chúng, trong kinh Viên Giác dạy: tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Người mà biết nó là giả thì liền hết khổ. Tri huyễn tức ly, tức là người mà biết nó là giả thì liền lìa nó. Mà người lìa được nó rồi là người giác. Thí dụ bây giờ mình coi phim hề, mấy anh hài cười thôi là cười. Nhưng mà tại sao mình cười? Tại vì anh nói vui. Mà cái vui đó vẫn là huyễn thôi, tại vì anh phải làm cái đó để cho mình vui. Rồi hôm nào mình coi cải lương cái mình khóc theo. Tại sao mình khóc? Vì nó buồn, nó giống cảnh của mình. Cho nên rồi mình bị cảnh, hễ cả trong kia vui cái mình vui, cảnh buồn cái mình buồn. Mà thậm chí trong đó nó đóng cái vai ác của mình. Ngồi này mình nghiến răng, thằng kia mà ác dữ. Chết đâu chết cho rồi, thí dụ vậy. Mà dính dáng gì tới mình đâu. Rồi mình ngồi mình bình phẩm, mình đủ thứ hết. Thế là mình không có cái pháp tự tại. Mình phải thấy cái gì huyễn mà cái gì là huyễn. Thấy cái thì khi mình giật mình á, trời người ta đóng cải lương mà chi ngồi khóc. Hiểu ra vậy cái là tri huyễn rồi, tức ly, liền ly liền. Mà hãy ly được nó rồi là người giác ngộ. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm do chùa Đông Hưng tổ chức, ngày hôm qua Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng về cái chữ Ba La Mật, nghĩa là chúng ta phải thực tập như thế nào, tu tập như thế nào để cái chữ Ba La Mật, nghĩa là tròn vẹn đó, nó được đúng nghĩa. Hôm nay mình nói tới hai, mình nói tới hai chữ quán và tự tại. Quán là cái nhân tu, tự tại là cái quả tu. Và nếu người muốn được cái tự tại đó thì Ngài Khuy Cơ hướng dẫn mình một vài cái cách để chúng ta quán để có được tự tại. Tự tại ở tâm, tự tại ở cảnh, tự tại ở sự sống của mình, tự tại ở nghiệp việc làm của mình, tự tại ở cái nguyện của mình, tự tại ở cái thần lực của mình, tự tại ở cái trí của mình. Cái người mà người ta có được tự tại rồi, người ta không ràng buộc, người ta đến đi thông dong lắm. Người ta mời mình tới ăn cơm, rồi lát tôi tới chơi nha, chị mời ai với ai. Cái người ta kể lô, cái có cái tên mình không ưa, thôi 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 khỏi, có người đó tôi ở nhà. Thế là mình bị đứt dây thần thông. Cho nên thần là gì? Thần là khả năng, thông là suốt, cho nên gọi là thần thông. Thần thông là cái sức mạnh, cái khả năng mà mình đến đi tự tại, không ràng buộc bởi cảnh, bởi người. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là thần túc thông, đến đi tự tại. Mà người có được cái thần lực đó rồi thì có phải tự tại không? Cho nên gọi là thần lực tự tại, nguyện tự tại. Cái nguyện đã nguyện rồi thì không có nề hà. Cho nên ngày xưa các vị đệ tử mà phát nguyện làm các vị mà sứ giả của Phật đó, chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện trọn đời dấn thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi, chẳng nề gian lao, chẳng từ khó nhọc. Mình đã phát cái nguyện đó rồi
thì bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng đi. Đó gọi là nguyện tự tại. Và đi không ràng buộc thì gọi là thần lực tự tại. Và đến nơi nào tùy thuận mọi căn cơ mà nói pháp gọi là pháp tự tại. Hiểu ý không? Thì sống được như vậy thì chúng ta ứng dụng được cái từ quán tự tại một cách linh động. Và bây giờ tự tại này không còn là một danh từ cho một đấng Bồ Tát nào nữa, mà cái tự tại này nó ở trong tất cả chúng ta. Có thể chúng ta không có trọn vẹn tất cả tự tại, nhưng ít nhất cũng một phần nào. Mà hãy tăng trưởng được phần nào thì mình vui được phần đó. Cho nên chữ giới đó, để chúng nhớ năm giới nè. Trong năm giới quý vị giữ được 4 cũng tốt, được 3 cũng được. Tại vì giữ được giới nào thì an vui giới đó. Cho nên chữ giới á, được dịch là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Là giải thoát từng phần. Anh không sát sanh thì anh liền an vui ở giới sát sanh. Anh không trộm cắp thì anh sẽ thoải mái nhẹ nhàng ở giới trộm cắp. Hãy giữ được giới nào thì nhẹ nhàng giới đó. Cho nên gọi là biệt giải thoát. Mà biệt giải thoát là chữ phiên dịch nghĩa của chữ giới. Thì đừng có sợ giữ giới, tại vì có giữ giới mới có tự do. Thôi thì hôm nay nhân ngày Bồ Tát Quan Âm, chúng ta thường ca tụng ngài là Bồ Tát Quán Tự Tại. Thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái pháp tu tự tại, mà nhờ có cái quán đó mà chúng ta tự tại mọi việc. Thấy không? Trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá mình ở trong nhà. Không có thể nào thay đổi được cái gọi là nhân quả. Không thay đổi được. Quý vị biết là đời này mà mình có tiền nè, mình có điều kiện á, để mình đi đây đi kia đó, đó là nhân quả đó. Nhân đời trước là gì? Nhân đó là mình làm việc thiện, quả là mình có phước. Nhân là mình để dành tiền, quả là mình có tiền để đi du lịch. Nhân là mình có sức khỏe, quả là mình đăng ký mình đi. Thật ra nhân quả không có xấu. Nhân quả cũng có thể là nhân quả xấu, mà cũng có thể là nhân quả tốt. Ví dụ như là mình để dành tiền thì mình có tiền, để dành tiền là nhân, có tiền là quả, phải không? Thành ra nhân quả không có phải là xấu. Có nhiều vị chưa hiểu hết được cái chữ đó thì cứ nghe chữ nhân quả là rùng mình, là sợ. Thí dụ như Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta không tạo cái nhân tu thì làm gì có cái quả là thành Phật. Cho nên ngài thành Phật là quả. Ngài bỏ cung vàng điện ngọc chịu khó đi tu là nhân, phải không? Thật ra mình bất cứ đời sống của mình mỗi ngày đều không lọt ngoài cái nhân quả. Và cái nhân quả là điều chúng ta không thể nào thay đổi được. Quý vị biết là tu viện Tây Thiên này á, là mình tạo mãi năm tháng 10, Pháp Hòa nhớ là tháng 10 2007. Tháng 10 2007, và trước đó là mình đã có 7 khóa tu ở tại Trúc Lâm. Và cái khóa tu đầu tiên á, chỉ có 35 người thôi. Rồi năm sau lại lên 70 người. Năm sau lên tới cái khóa thứ 7 á, là lên tới 200 mấy người. Lúc đó là mình phải chạy đi mướn những cái trường học xung quanh Trúc Lâm. Cực quá. Mà trong đó khi đó mình mới ước là mình tìm được một cái nơi nó thoáng khoáng rộng rãi. Thì khi Pháp Hòa đến đây á, Pháp Hòa nhớ một buổi chiều người ta đưa đến đây coi chỗ này đó, thì cái mà nó làm cho mình suy nghĩ là mình nên mua đó, thứ nhất là cái hàng cây thông dẫn từ đường đi vô, từ cái đầu dưới hồi nãy quý vị đi vô đó, đi vô cái hàng thông đó là Hòa thích rồi. Tại vì mình thích đi thiền hành, mình thích thiên nhiên mà thấy hàng thông là mình thích rồi. Cái thứ hai là cái nhà nãy quý vị ngồi ăn cơm, nó là cái chuồng bò. Trước kia nó là cái chuồng bò mà người ta nuôi bò để người ta đưa bò vô đó người ta lấy sữa, mà bỏ phế lâu ngày rồi người ta không dùng, cho nên nguyên cái building đó nó dơ và nó, nhưng mà cái sườn đó, cái nhà nó vẫn còn. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng cái chỗ này mình có thể sửa làm cái chùa tạm được. Thứ ba
là cái nhà màu nâu, tức là cái ni xá Huệ Ngọc bên hông đó. Thứ tư là cái gara, cái double gara, cái nhà xe. 160 mẫu đất. Ở trong 160 mẫu đất này có sẵn cái chuồng bò, có sẵn một cái nhà 5 phòng ngủ, có sẵn cái nhà xe. Thành thử mà nó bán với giá là 650 ngàn. Thì mình thấy rằng bây giờ nếu mình chưa có khả năng xây dựng gì hết thì ít nhất cũng có cái nhà này để mình tới mình làm cái bàn đạp, cái điểm đầu mình khởi sự. Và bây giờ nếu mình xây dựng một cái chùa mới đó, tốn kém lắm. Sẵn có cái chuồng bò này nè, mình sửa lại mình làm chùa. Trong đầu và tới là đã đi một vòng rồi, mình đã sắp xếp mình phải làm gì trong tương lai. Cho nên rồi Pháp Hòa quyết định là mua cái cơ sở này. Và khi mua như vậy là cũng đâu có sửa sang gì được, mới quá. Thì đất chỗ này nó còn lồi lõm, nó hoang vắng, không có gì hết. Đến khi mà 2009 rầm rộ cái vụ Phật Ngọc đó, thì lúc Phật Ngọc đưa về Việt Nam lần đầu tiên đó, thì Pháp Hòa liên lạc thì mới biết rằng Phật Ngọc không phải chỉ dừng sau khi Việt Nam mà còn đưa đi vòng vòng. Thì mình đăng ký đưa Phật Ngọc về đây năm 2010. Mà bây giờ quyết định mà đưa Phật Ngọc về đây tháng 7 2010 thì cuối 2009 là phải khởi công xây dựng, chứ không thôi làm sao tổ chức. Cho nên cuối năm đó là bắt đầu động thổ sửa cái nhà gara, cái nhà và cái chuồng bò đó trước. Thì quý vị thấy là nguyên cái frame đó, bây giờ quý vị thấy tất cả trong đó là mới hết. Chỉ giữ lại cái sườn để mình xin giấy phép cho dễ thôi. Thậm chí là những cái insulation, những cái cách nhiệt ở trong đó cũng phải là thay mới hết. Mình chỉ giữ cái sườn để mình xin phép thôi. Thì họ cho phép mình sửa cái đó và giữ nguyên cái hình dáng đó, chỉ làm cho nó theo cái ý mình. Và cái chuồng bò đó được ngăn làm 3 phần. Cái phòng lớn cuối đó bây giờ là phòng ngủ của Nam đó, ngày xưa nó là cái chánh điện. Rồi làm được 8 phòng ngủ, rồi làm được cái nhà bếp, tức là cái nhà đã ngăn làm 3. Mà sinh hoạt từ 2010 cho đến 2015 thì khóa tu quá đông. 2014 là đã lên tới 750 người rồi. Thì lúc đó không cách nào vô cái nhà đó lọt, thì phải mướn cái liều lớn ở bên tay phải đây để làm cái trại đường. Thì phải bắt đầu phải xây. Sau khi Phật Ngọc xong rồi thì cái nguyên cái chỗ mình xây để làm lễ Phật Ngọc nó dư một cái miếng xi măng, dư một cái nhà, cái đài, cái gác đó, thì mới đặt tượng Đức Quan Âm để ở đó, để không phí cái miếng xi măng mà mình đã tráng. Rồi đổ phía sau thêm miếng nữa để làm cái nền, mỗi khóa tu lớn làm cái trai đường. Mỗi mùa hè là bên tay phải Pháp Hòa đây là một cái trai đường, 1.000 người ăn cơm ở trong đó. Thì khi mà mình làm như vậy rồi đó, thì 2015 là bắt đầu xây cái chánh điện này. Tới 2015 là xong cái chánh điện này để sử dụng. Và mình nghĩ rằng có thể tạm được, nhưng mà rốt cuộc á, cái chánh điện này bây giờ khóa tu mùa hè cũng không đủ. Tại vì bây giờ mỗi một lần vô đây ngồi là 800 người trở lên. Thật ra ngồi là xếp sát sát với nhau hết. Thì Pháp Hòa thư như vậy là nói về vấn đề nhân quả. Khi ngày nay quý vị đến đây, quý vị thấy cái quả nó như vậy á, không phải tự mà được, mà do mình đã tạo bao nhiêu cái duyên để cái quả nó có mặt. Cho nên ở khoảng giữa của nhân quả là chữ duyên. Mình không có tạo duyên thì cái quả nó không có mặt. Ví dụ mình trồng một cái hạt xuống, mình không tưới nước, tức là mình không thêm duyên, thì cái cây đó không có mặt được. Mình quen nhau rồi mà không cố gắng tìm hiểu nhau thì không thương nhau được. Bất quá là chỉ gặp nhau vậy thôi. Thật ra cái tìm hiểu nhau đó là mình thêm duyên. Đấy không? Thêm duyên, thêm sức làm cho cái việc đó nó rõ hơn. Thật ra nhân quả không thể thay đổi, nhưng mà mình phải biết rằng cái nhân quả đó ở khoảng giữa nó là một cái duyên.
Và chúng ta sống hàng ngày đây cũng không rời nhân quả. Quý vị không tạo phước, quý vị không ở đây được. Có nhiều khi Pháp Hòa nghĩ mình giật mình không ngờ ngày hôm nay mình ở nước ngoài rồi mình làm Phật sự như thế này thế kia. Không nghĩ tới. Ngày trước mình chỉ là một đứa nhỏ, hồn nhiên thoải mái cuộc sống của mình. Khi mình là một chú tiểu mình cũng không có lo lắng gì hết, chỉ có biết tham tu thích học vậy đó. Rồi bây giờ đến khi mà mình đi tu 15 tuổi mà đến 17 tuổi là mình đã phải gánh vác công việc cho đến giờ phút này. Thí dụ vậy. Cho nên tất cả đều là cái nhân duyên nhân quả hết. Có nhiều lúc Pháp Hòa mệt mỏi khi mà Pháp Hòa nuôi mấy đứa nhỏ đó. Thì Pháp Hòa nói mệt quá thì thầy lớn mới nói: nhiều khi đời trước con nguyện, con nguyện thì bây giờ tại sao biết bao nhiêu chỗ nó không đi tới, biết bao nhiêu vị thầy nó không đến mà nó đến với mình. Thì rõ ràng là mình phải phát cái nguyện nó mới đến. Cho nên nếu mà mình á muốn đi đến đâu mình cũng có được những người bạn dễ dàng làm quen á, là cái tâm mình hằng ngày á là mình phải kết duyên với chúng sanh. Mình kết duyên với chúng sanh, người nào mình gặp mình cũng chắp tay, mình xá chào, mình niềm nở, mình vui vẻ. Nếu mình không thích cái người đó cũng không có cần gì phải ghét. Quý vị cứ nghĩ mình giữ cái tâm mình bình thường với một cái tâm mình ghét thì cái tâm nào hơn? Thà là mình sống bình thường. Thí dụ mình không thích người đó, bất quá gặp chào hỏi là xong, không cần phải ghét. Ghét là một cái tâm hành không có lành, một chất độc. Ghét là một chất độc cho nên không cần gì phải ghét. Mình không thì bất quá mình không thương người đó bình thường. Thà Pháp Hòa hay nói thà là giữ cái tâm mình bình thường còn hơn làm tự nhiên giờ bình thường không muốn lại đi đưa một thứ độc vô này lại. Ghét ở trong đầu mình, tôi không ưa bà đó, tôi không ưa bà kia, tôi ghét thằng nọ. Rốt cuộc cái cuộc sống của mình nó không có gì ngoài chữ ghét với không ưa. Thật ra nó biến mình thành từ cái nhân đó đó, cái nhân mình ghét đó, nó biến mình thành một cái con người, một cái kết quả là một con người câu có, dễ dàng buồn phiền và trách móc người xung quanh. Thật không có, không có một cái gì mình làm mà rời nhân quả hết. Ăn thua là đời sống hàng ngày mình huân tập. Ví dụ mình tập sống ấy, dễ dãi, đi tới đâu mình cũng dễ dãi vui vẻ. Thật hôm nào mà mình nói trời, tôi bây giờ tôi biết nè, tôi ngồi trên xe với mọi người tôi thoải mái được nè, ăn ai ăn gì tôi ăn nấy nè, sắp tôi ngủ ai tôi cũng ngủ được, là mình biết do cái nhân mình dễ cho cái quả mình dễ. Mà quý vị biết là đi hành hương, đi chung về là một cơ hội tu tập lớn lắm á. Nhiều khi mình tu ở nhà có hai người à, tối ngày hai chúng sanh cứ gặp nhau. Mình đi như thế này là mình cơ hội mình gặp nhau với nhiều chúng sanh khác. Và mình lúc đó mình sẽ so lượng được với cái tâm mình là tâm mình đã tới mức nào. Mình dễ dàng nóng giận hay dễ dàng tha thứ, hay dễ dàng chấp nhận, hay dễ dàng hòa đồng. Mình sẽ biết được kết quả tu hành của mình, nghe pháp của mình trong thời gian qua như thế nào. Có thể tự nhiên trong khi mình đi là mình exciting, mình hồ hởi, mình nôn nao lắm, nghĩ là một chuyến đi rất vui, không ngờ ngay mới đầu chuyến đi là bị giận. Một quả bom, một quả tạ gì là bắt đầu. Nếu mình nuôi cái tâm hành đó là suốt chuyến đi mình sẽ uổng tiền và uổng công, uổng sức, không có thoải mái gì hết. Và Pháp Hòa hay nói cái điều này với những vị mà đến tu cũng vậy. Hỏi chị đầu tiên chị đăng ký làm gì, họ mở miệng ra là tôi đăng ký đi tu, tôi nghe di danh tôi đi tu. Rồi ai hỏi bà đi đâu, tôi đi tu. Ông đi đâu, tôi đi tu. Nhưng mà rốt cuộc đem nguyên cái khối phiền não sau 10 ngày tu, sau 20 ngày tu, rất là uổng. Tại quý vị thấy quý vị đã bỏ tiền ra rồi nè, bỏ công nè, bỏ sức nha, bỏ việc làm chứ, bỏ đủ thứ hết. Rồi cuối cùng đi này được cái gì? Bỏ cái gì để được cái gì chứ? Thế bỏ tiền ra mình được cái gì? Thế họ bỏ tiền đi đâu? Đi chơi. Mà đi chơi là muốn gì? Muốn vui hay muốn buồn? Đi chơi phải vui. Thử ai phù phiền hà giận hờn là sai. Đi chơi là phải vui. Mà sau cái chuyến đi chơi về phải vui vẻ thoải mái, thì đúng nghĩa là đi chơi. Còn mà mình không thoải mái là mình không phải đi chơi. Thậm chí đi lạc cũng đi chơi nữa.
không có gì phiền hết á. Nếu mà đi trúng thì về nhà ở đó chứ làm gì đâu. Thành thử nhờ đi lạc đi đường vòng nữa. Cho nên Pháp Hòa đi đâu ai chở đi lạc cũng không có phiền não gì hết chứ. Ngồi xe thoải mái. Và nói, trừ khi nào mình bận công việc trễ máy bay hay cái gì đó thì mình mới bắt đầu mình nôn nao mình lo cho cái chuyến đó thôi. Chứ còn ngoài ra nếu không có gì phải đi, đã đi chơi rồi thì đi đâu cũng là đi chơi, chứ không phải tới cái chỗ đó. Thật ra cái đó đó, cái nhận ra được cái nhân quả, thấy được cái nhân duyên á, do cái gì? Do trí tuệ. Mà trí tuệ đó không ai cho mình, phải do mình tu tập mới có được. Cho nên cái điều thứ ba mà Đức Phật nói đó là có một cái không ai thể cho mình được là trí tuệ. Cho nên vì sao mà cái người sống họ hạnh phúc được, họ có trí họ nhận. Thường thường á, cái chuyện mà nó tày trời nó khổ đau cuối cùng Pháp Hòa hay quán như nè. Bây giờ mình có là ông gì bà gì, mình có bao nhiêu tiền của đi nữa, cuối cùng mình là gì biết không? Một nắm bụi thôi, nắm cát thôi, không có gì hết đó. Nhờ quán vậy cho nên nhiều lúc và dễ xả lắm. Mới đầu là mình bực, mình thấy tại sao mình người ta như vậy, nhưng cuối cùng mình thấy là đúng. Ngày hôm qua đó có hai vợ chồng ghi với nhau rất là lớn, cũng không có gì khác, tiền thôi. Thì cuối cùng cái đứa con á, nó mới xi nhan trước chứ Pháp Hòa. Nó nói giờ ba mẹ con là giờ hãy ráp với nhau lại, là gây lộn suốt ngày mà không có gì ngoài tiền, nghi ngờ với nhau, tiền bạc với nhau rồi cứ gây. Thì bây giờ con trở lên cho thầy gặp. Ngày hai ông bà đồng ý đi. Thì lên thì Pháp Hòa mời ăn cơm. Thì trong khi ngồi ăn cơm sắp hết rồi, tại vì nếu mình ta đang ăn cơm mình bày chuyện này ra người ta nghẹn, người ta ăn không nổi. Cho nên để cho ta ăn cơm sẽ xong đi. Rồi Pháp Hòa mời uống nước rồi lên lại Phật điên vòng rồi bắt đầu mới xuống nói chuyện. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ hai vị cũng lớn tuổi rồi. Bây giờ đã đến lúc thôi nên nghĩ về hưu đi. Suốt mấy mươi năm làm quần quật tiền để dành nhiều lắm. Nhưng mà cuối cùng tiền nó làm gì? Nó làm cho mình gây gỗ. Rồi Pháp Hòa mới nói á, mình mua một cái giường, thậm đừng có nói cái nhà nha, cái nhà lớn mình không lăn hết cái nhà, mình ngủ đã đành rồi, thậm chí một cái giường nằm bao nhiêu của cái giường đó, nhiều lắm là cũng gốc của cái giường đó thôi, chứ nằm không hết cái giường nữa đó. Mình nằm không hết cái giường nữa đó, chứ đừng nói là mình nằm cả ruộng đất nhà của mình, đâu cái giường mình thôi mà mình nằm còn không hết nữa đó, thì mình dành gì? Quý vị để ý coi có phải không? Nhiều lúc có quà nằm, thường thường quà nằm không bao giờ quà nằm hết cái giường, lúc nào quà nằm cũng từ cái mí giường nằm vô thôi, và nằm xuống là nằm một chỗ lăn không gì cứ như thôi. Mà những khi có quà nằm như vậy thì có hay suy nghĩ con người mình đó, đến cái giường mà nằm cũng chỉ một góc thôi chứ cũng không hết nữa, mà tại sao từ sáng tới tối mình cứ dành này dành kia? Cái gì của tôi hết á, nhà của tôi, đất của tôi, rồi đủ thứ chuyện nó sanh ra hết. Thậm chí lên xe bus đi chơi với nhau cũng dành chỗ ngồi nữa. Chỗ này của tôi mà thiệt sự của mình được không? Có chỗ của mình đâu, không có chỗ nào của mình hết á. Cả cái ta bà thế giới này không phải của mình. Thậm chí mình thường xưng Đức Phật Thích Ca là giáo chủ ta bà, Ngài cũng chẳng làm giáo chủ ta, Ngài cũng chẳng có ôn cái đất này, Ngài cũng ở ta bà này 80 năm rồi, Ngài cũng xách giỏ Ngài đi rồi. Nhiều lúc mà suy nghĩ vậy đó, nhiều khi nằm trên giường của bà suy nghĩ, trời ơi, ngộ ha, con người mua cái giường thiệt bự nhưng mà thiệt sự mình nằm cũng góc à. Rồi bây giờ cho mình có một cái single, cái bed mà single một người nằm, có nằm hết cái chỗ đó không? Cũng góc đó thôi. Mặc dù là cái giường đó là giường chiếc đó, nhưng mà cũng không hết cái chỗ đó nữa, bị mình có bự ở đó đâu. Tại cái chiều dài nó cũng nhiều, mà mình ngắn ngủn cũng nằm khúc đó. Suy nghĩ như vậy rồi thì cái tâm mình nó nhẹ ra. Nhưng mà cái gì làm cho mình thấy được cái đó, nếu không phải là cái tuệ giác, cái trí tuệ, nhà Phật gọi là quán chiếu. Quán chiếu.
Và quý vị nào mà đi máy bay á, quý vị nhìn xuống dưới đất á, quý vị thấy có những cái building nó to trọc trời vậy mà tự trên mình nhìn xuống nó là con kiến à. Cho nên chư thiên ở cõi trời mình nhìn xuống cõi này là toàn là một đàn kiến nó đang nhúc nhích chứ không có gì hết. À, chư thiên mà nhìn xuống nó, ôi chà, dưới này kiến ở đâu mà bò lúng túng vậy đó. Rồi cái những cái mùi mà mình spray lên người mình á, mùi này mùi kia mà chư thiên đừng có nói cõi trời cao nghe, thấp nhất cõi trời mà thấp gần mình nhất là trời tứ thiên vương. Đi ngang cái cõi ta bà này là phải bịt lỗ mũi đó. Ôi chà, ở dưới này nó spray cái mùi gì mà chịu không nổi. Giờ ở dưới này là mình kêu là mùi thơm, chứ đối với cõi trời là cái mùi này nó thơm là thơm với ai? Thơm với cái lỗ mũi mình thôi. Thậm chí nè, dầu thơm người ta xịt, ta spray lên người mình đi ngang mình cũng bịt lỗ mũi. Nó chờ cái bà này xài dầu thơm vì cái mùi ghê quá. Mà thiệt sự là dầu thơm, cái miệng mình vẫn nói dầu thơm nha, cái bà này xài dầu thơm sao nó hôi quá. Chúng sanh mình rắc rối dữ lắm. Chúng sanh mình rất là rắc rối. Ăn cái gì không có dầu thì chê, mà bỏ dầu chiên vô sợ nóng. À, mà rồi là dầu mà phải để ba rô cái ba tỏi gì vô phi cho thơm lên. Mà hễ mà nó nhiều quá nó hôi. Tại thử cái chữ thơm với chữ hôi với mình nó cũng đổi ào ào vậy đó, chứ cũng chẳng thơm thật mà cũng chẳng là hôi thật. Nấu nồi bún mắm ra mà người nào mà chịu cho thồm thồm quá, còn cái người mà chịu không nổi là bịt mũi chạy làng. Thì quý vị mới thấy là Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy cái điều thứ tư, thứ ba mà Đức Phật nói là nhân quả gì, trí tuệ. Mà cái tài sản, cái mà giúp cho con người mà vượt thoát khổ đau đó là cái gì? Trí tuệ. Con người khổ là tại con người còn mê. Con người mà hết khổ là khi con người tỉnh. Quý vị để ý rồi sẽ quán chiếu cái đó. Thật sự trong cuộc sống này á, không có cái gì thật khổ đó. Là do mình nhận thích nó là nó vui, mà không thích là nó khổ. Giống như khổ qua nó thật khổ không? Hồi nãy vị nào bước vô, trời ơi canh khổ qua nóng ngon quá ha. Mà người nào mà ăn không được thì chết tôi rồi. Từ sáng giờ tôi đói bụng muốn chết. Tôi về đây mà tự nhiên tôi gặp chén canh khổ qua cái tôi mất mùi. Ví dụ vậy. Rồi người nào mà thấy là sao luộc với một chén tương kho, trời ăn ngon lành mà người nào ăn không được mặn muốn chết. Rồi quý vị thấy là thật ra các pháp nó đâu có gì đâu. Các pháp nó vậy đó. Mà hễ mình có được cái tâm tu, cái trí tuệ, mình nhìn các pháp, mình nhận các pháp thì cái pháp nó đổi à. Giống như cái anh chàng đó, anh xấu quắc vậy đó, mà anh vô mắt mình là anh đẹp tuyệt vời. Thật ra cái pháp nó không có thay đổi gì hết đó. Mình nhận cái pháp đó. Do mình nhận cái pháp đó, cho nên mình vui khổ là do cái trí tuệ mình quán chiếu. Mà không ai cho mình được nếu mình không có tự mình tu tập để mình phát triển được cái trí đó. Quý vị nè, có quà nói ví dụ ha. Cái cơ thể con người mình nó thông minh lắm nha. Mình ăn cái gì mình nóng vô là nó báo cho mình biết liền. Mụn nổi nè, táo bón nè, mặt mình sần sù nè, môi mình khô nè. Thí dụ vậy, hay là mình ăn nhãn nhiều quá, đổ ghèn, cơ thể mình nó nói liền. Mà ăn vô cái gì mà không hạp á, nó nói liền, nó làm cho mình ngăn ngực, khó chịu, muốn mửa, muốn nôn. Mình ăn cái gì vô mà nó không chịu, nó chọt bụng, nó làm cho mình đau bụng, tiêu chảy vân vân. Chính cái cơ thể mình á, đưa cái gì vô nó không hạp là nó phản ánh liền. Thì cái trí của mình cũng vậy, cái mình cũng nhận biết tất cả. Cho cái điều thứ ba mà mình cần có đó là trí tuệ, mà thưa là trí tuệ không ai cho được. Và cuối cùng là Pháp Hòa muốn nói là gì? Là Phật Pháp.
Phật pháp không thể diễn tả được, tùy theo cái người thấm nhập mà nhận rõ các pháp, vui theo cái tầng lớp mình thấm. Ví dụ như cái người mà họ thích nghe pháp, càng nghe càng vui, càng nghe càng vui. Người mà không thích thì ok, không thương, không thích gì, bình thường. Nhưng mà đứng dậy là không nhớ gì hết. Thì người đó là nghe, nhưng mà không có nghe, nghe âm thanh thôi. Nãy giờ ông thầy ông lải nhải ông nói tôi nghe âm thanh, nhưng hỏi thấm được không? Cái đó nghe mà không nghe. Còn người thích ngồi nghe đó là nghe mà nghe, nghe âm thanh, nghe luôn cả ý nghĩa Phật pháp. Và thưa đại chúng á, là Pháp Hòa thường hay nói á, có Phật pháp là có phương pháp. Mà nếu mà quý vị mà lấy cái trí tuệ của Phật pháp, trí tuệ nó cũng hai loại, của thế gian hay của Phật pháp. Ví dụ có những người người ta thông minh, người ta rất là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đó để tạo ra những cái thế đời, thì cái trí tuệ đó chỉ sống theo đời thôi, mưu mô chiến lược theo đời. Nhưng mà người tu có trí tuệ bằng cái tuệ giác của mình, bằng cái sự tu tập Phật pháp của mình đó, trí tuệ của mình tạo nên nhiều cái điều lợi lạc. Cho nên bốn điều mà Đức Phật nói rằng bất khả tư nghi. Một là nhân quả. Nhân quả không thể thay đổi. Trí tuệ không ai cho. Phật pháp không thể nghĩ bàn. Và nhân duyên không thể tự đến. Bốn điều không thể. Hôm nay quý vị gặp Pháp Hòa được không phải tự nhiên mà được, nếu quý vị không cố gắng. Quý vị thương quý cho nên nghe đi sang Canada thăm thầy Pháp Hòa, sẵn chuyến đi du lịch luôn. Trong đó có một phần muốn gặp Pháp Hòa, một phần sẵn dịp quý vị đi tham quan du lịch. Hai cái duyên nó kết với nhau. Và thí dụ như mình đi chơi xong rồi phải không, mệt rồi, nhưng mà mình đang muốn tới cái điểm đó, cho nên nó làm cho mình vượt cả ngàn cây số đi được. Cho cái nhân duyên mà chúng ta gặp nhau như thế này đó, nếu mà quý vị không phải là Phật tử, không thích cái sự gọi là về chùa thì mình không gặp nhau. Chỉ thích du lịch thôi thì có lẽ là sáng gặp nhau ở trên Trúc Lâm xong rồi thì quý vị đi chơi. Chứ quý vị không chịu về đây mà vào một cái khung gian, khung cảnh như thế này. Thí dụ vậy đó. Thì hôm nay nhân cái chuyến đại chúng về thăm tu viện, thì Pháp Hòa thấy được cái nhân duyên. Và quý vị thấy rằng ngày hôm nay mình có mặt nhau, quả thật những gì nãy giờ Pháp Hòa nói nó đều có mặt hết. Thứ nhất là nhân duyên nè, thứ hai là nhân quả nè, phải không? Thứ ba là trí tuệ nè, thứ tư là Phật pháp nè. Mình đi đâu mình cũng thấy được Phật pháp hết á. Và mình sẽ thấy rằng á, mình có đầy đủ cái trong người mình nó thấm Phật pháp rồi đó. Quý vị sẽ đi bất cứ chỗ nào, nơi nào, quý vị đều nhìn ra được cái ánh sáng của Phật pháp hết. Ánh sáng Phật pháp. Và khi mà ngồi lại với nhau là mình thấy rõ ràng người này mình quen là do móc nói với người kia. Người kia tới hồi ngồi lại với nhau là trái đất này nó nhỏ xíu à. Trái đất này nhỏ xíu mà thành thử ra Sơn Hà Đại Địa, tất cả quý vị thấy một cái building, cái building mà của New York á, cái World Trade của New York đó, khi mà nó nổ tung ra rồi đó, cái thứ này nó thành ra cũng là gì? Cũng là cát bụi. Từ một cái khổng lồ vậy đó, phải không? Rồi chỉ trong phút chốc thôi, tất cả cái khổng lồ nó đã trở thành ra những hạt cát, những hạt bụi. Thì mình lạ gì đâu. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư Việt Nam nói đó, nếu mà nhìn cho kỹ thì thấy rằng á, tất cả vũ trụ Sơn Hà Đại Địa này nó nằm ở trong cái hạt cải thôi, ở trong hạt cải thôi. Vũ trụ này nằm trong hạt cải thôi. Và thật là như vậy. Bây giờ mình, dù mình nói mình là con người to lớn vậy nè, chứ mà phân tích ra mình từ những cái nhỏ nhất mình có mặt, miếng đậu hũ nè, cọng rau nè, tại là không có mấy cái đó thì sao có mình. Tại là cuối cùng mình rất là nhỏ bé, không có lớn lao gì hết trơn.
Cho có một vị hòa thượng Việt Nam của là kính, rất kính hòa thượng, đó là ngài Thanh Bích ở ngoài Bắc đó. Khi mà ngài mất đó, là ngài dặn đem ra ruộng chôn, cho tôi trở thành phân bón để tiếp tục làm cho ruộng nương, vì mình sống nhờ bao nhiêu cỏ cây nuôi mình thì bây giờ mình trở về với cỏ cây, không có gì hết. Cho nên bây giờ quý vị có được đi du lịch rồi, bây giờ ha, ở Việt Nam, ở Mỹ, ở các tỉnh bang của Canada ham đi chơi, và cuối cùng quý vị thấy nó bình thường không? Cũng bình thường, chỗ nào cũng xe, cũng nhà lầu, cũng đủ thứ, bình thường thôi. Cuối cùng Pháp Hòa muốn tặng đại chúng cái bài thơ của ông Tô Đông Pha, phải không? Mù tỏa lô sơn sống triết giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa lô sơn sống triết giang. Nghe đồn Canada đi lên Ben rồi cũng vậy thôi, cũng là tuyết, cũng là núi nước vậy thôi, nhưng mà chưa đến là chịu nổi à. Khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, cuối cùng câu chân lý là cũng là mù tỏa lô sơn sống triết giang, cũng là núi sống bình thường thôi. Lô sơn yên tỏa triết giang triều, vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, lô sơn yên tỏa triết giang triều. Vị đáo bình sinh hận bất tiêu, chưa đến hận lắm, đời này mình sao thiếu phước chưa được đi. Nhưng mà đến rồi thì bình thường lắm, không có gì hết. Cho nên khi mình thấy á, cái đó là một pháp tu, một pháp quán, không có cái gì quan trọng hết, không có gì quan trọng hết á, mọi việc bình thường. Ví dụ bây giờ ví dụ quý vị ở Việt Nam, quý vị thương Hòa quá, quý vị gặp Pháp Hòa rồi, Pháp Hòa có gì khác không? Cũng bình thường. Mà nếu quý vị thấy Pháp Hòa bình thường á, là quý vị thấy chân lý đó. Còn quý vị tới là thấy Pháp Hòa bất thường quá là là em có vấn đề rồi đó. Rồi thì một lần nữa xin được chào đón quý ni sư, quý sư cô, quý thầy cũng như toàn thể đại chúng. Mong rằng quý vị có được những giây phút an lạc ở đây. Và quý vị cũng đến, quý vị cũng thấy là ở đây cơ sở còn rất là thô sơ. Nhân sự thì cũng không có nhiều. Nếu có gì sơ sót thì mong đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ xả chân, sau đó Pháp Hòa sẽ dẫn quý vị đi thăm tu viện. Dạ. Thì ở đây là cái chánh điện này là mình khởi công vào mùa đông cuối năm của 2014. Ở đây lúc nào mình làm gì cũng là cuối năm. Lý do là bởi vì mình cũng không thể trốn được cái mùa đông, bắt buộc là mình cũng phải xây ở trong mùa đông. Và vì mùa đông á, nó cũng có một cái lợi là đôi lúc có những cái chuyện mình cần đào móng á, đất nó khô cứng á, mình làm nó cũng dễ khi mà nó vừa lạnh tới. Cho nên có những cái việc mà mình phải đợi lạnh mình mới làm được. Dạ. Bây giờ mình xin cảm ơn đại chúng ha. Rồi mình sẽ xả chân chút xíu cho khỏe cái chân, rồi mình sẽ đi tham quan. Có nhiều người người ta có rất nhiều tiền nhưng mà ta không vui, đời sống người ta khổ lắm. Thậm chí có nhiều người có rất nhiều tiền nhưng mà không xài thoải mái, tại vì xài bị kiểm soát. Xài biết có nhiều tiền mà không dám xài, tại vì xài hụt hao ta biết. Cho nên rồi cũng không có tự tại. Cho nên cái người mà muốn đời sống hiện tại đây á, tiền bạc thoải mái, sống không có bị lệ thuộc tiền bạc mà mình xài thoải mái. Nếu mà nói về cái tướng, cái sự sống đó, thì
thì phải tập bố thí. Cái nhân là do bố thí, rồi cái quả là đời này mình có tiền của mình xài thoải mái. Xài mà mặc dù đời sống mình không giàu hơn ai, nhưng mà đối với tiền bạc mình không quá đến nỗi là mình túng thiếu. Nếu mà nói về cái nhân tu phước đó, thì bố thí để được cái quả là chúng ta có tiền của. Còn nói về sự thực tập, anh có tiền nhiều tiền ít không quan trọng, quan trọng là anh biết cách xài. Tiền ít mà biết cách xài vẫn đủ, không dám nói dư nhưng mà đủ. Tại vì sao? Người ta biết liệu cơm mà, liệu cơm mà gấp đậu hũ. Thì cái người mà ta liệu cơm ta gấp cái đó là từ tự tại. Đáng lý định nói mắm rồi. Nhưng mà thấy nhiều người nói mắm của mình đổi liền. Thì thưa đại chúng là người ta thường nói sao? Nghĩa là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Cái chánh điện này tuy không lớn, nhưng không đến nỗi nghĩa là quá chật, không dung chứa được 200 người. Cho nên chỉ cần mình chịu khó, mình mỗi người nhích nhích một chút, gọi là thân hòa đồng trụ, thì vẫn đủ như thường. Thì cuộc sống này cũng vậy. Nói về phước báo thì phải bố thí mới được cái phước đó. Còn nếu nói về sự tu hành thì dù chúng ta ở cái hoàn cảnh túng thiếu, nhưng nếu chúng ta khéo sử dụng, có được sự tự tại, không bị ràng buộc, thì mình vẫn đủ sống, chứ không phải là thiếu cũng không dư. Pháp Hòa ví dụ, hồi mình có tiền, mình thoải mái thì cái gì mình mua cũng được, xài không xài cũng mua. Nhưng bây giờ trong cái hoàn cảnh mình hơi hụt chút, bây giờ sao tự tại trong chi xài là cái gì cần thì mua. Vẫn mua, nhưng mà mua cái thật cần, chứ không mua cái không cần nhưng mà tại nó sale mua để chứa. Hồi xưa là mình sống kiểu đó đó. Thấy không? Miễn nó sale là mua. Có nhiều khi mở cái tủ ra cũng còn khoảng 100 cái áo còn hiệu chưa mặc. Tại vì mình mua xong mặc không kịp, cái nó hết thời. Hết thời mặc ra, người ta nói mặc đồ lỗi thời. Kê mắc cỡ không mà. Rồi ở đây thì lâu lâu phải chở đi Wilson. Thí dụ vậy. Cho nên cái chữ tài tự tại nó hai ý. Nói về sự phước báo thì do bố thí mà được. Còn nếu nói về sự tu hành thì hằng ngày chúng ta có tài tự tại không? Có. Đi đâu trong túi mình có tiền, nhưng mình phải biết lượng để chúng ta chi dùng, thì chúng ta không có gì mà không được hết. Đó, cho nên cái thứ hai là tự tại ở tiền của, gọi là tài tự tại. Hồi nãy là cái tấm, giờ cái tài. Tài là tiền của. Rồi cái thứ ba là gì? Nghiệp tự tại. Nghiệp là gì? Nghiệp tức là cái hành động của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Hễ mà chúng ta tĩnh lặng thì chúng ta tạo nghiệp tốt. Mà chúng ta bất giác thì chúng ta có thể tạo nghiệp xấu. Cho nên chúng ta phải có cái nghiệp tự tại, là có được cái tự tại, thảnh thơi, thoải mái. Chính mình làm thiện, khuyến người làm thiện. Ví dụ như mình có tiền, mình giúp người ta. Giờ không có tiền thì không thể nói trời ơi tôi muốn giúp quá mà tôi không có khả năng. Không cần thiết. Bây giờ không có khả năng phải không? Nhưng mà thấy ai làm thiện khuyến khích. Hay là nói tôi không có khả năng cho, nhưng mà tôi biết bạn tôi có khả năng, và người này hay giúp người lắm, để tôi liên lạc tôi hỏi. Thì cái đó gọi là nghiệp tự tại. Mình không làm được thì mình đi khuyến thỉnh người khác. Giống như là thỉnh thoảng đi một vài cái đám tang, Pháp Hòa biết gia đình người ta thiếu hụt, thì Pháp Hòa hay lên tiếng với Phật tử: đây tất cả quý vị, ai có khả năng 5 đồng 10 đồng gì ủng hộ trợ duyên cho gia đình. Ở đây mình làm hai việc. Một là mình giúp người ta một phần nào trong cái khi người ta hữu sự.
Cái thứ hai, chúng ta nói lên được cái tình người, tình đạo với nhau. Cuộc sống hàng ngày nhiều khi mình lo mình, cái mình quên lo người khác. Đời sống họ hụt hẫng mà mình không hay. Nhưng mà khi họ hữu sự, họ có một cái vấn đề trong sẽ xảy ra như người thân mất, thì lúc đó mình mới được cơ hội, mình biết là họ túng thiếu. Thì đây là cơ hội để mình hành thiện. Thì khi mà mình làm việc đó không có nhưng mà khuyến thỉnh, thì cái đó gọi là nghiệp tự tại. Rồi bây giờ mình nói chùa đang xây dựng, nói dạ con xin lỗi, lúc này con thất nghiệp, con có khả năng con giúp chùa xây chùa, nhưng mỗi ngày con tới con dọn dẹp, con phụ chùa lo. Nghiệp tự tại. Đã nói là hành thiện thì không ràng buộc ở tiền của, dù một lời khuyến thỉnh, dù một hành động nhỏ. Cho nên không ai mà không thể làm thiện hết. Cái quan trọng là chúng ta có quán chiếu để chúng ta thấy rằng khả năng của mình để mình làm thiện hay không. Chứ đừng có nói tôi không có làm được chuyện gì hết. Không phải đâu, làm được. Rồi mỗi người mỗi việc. Thí dụ giờ mình tới, mình quét chùa, lau tượng Phật, làm hương đăng, phụ nấu ăn, rửa chén, cái gì cũng làm được hết. Thậm chí không làm gì hết, ngồi chỗ mà ai làm gì cũng tùy hỷ, không có chê. Chê là không biết hành thiện. Có nhiều khi không nấu mà đi vòng vòng nghe thấy người ta nấu chê. Thế cái đó không nên. Tại vì cái đó là mình không biết tùy hỷ. Mà không biết tùy hỷ thì không phải là người tự trại trong hành thiện. Tại sao anh có lời khen anh không dùng? Chê ở đâu có sẵn mà anh bưng ra anh xài ào ào vậy? Phải không? Thành thử cái đó không phải là hành thiện, không phải là nghiệp tự tại. Chờ Phật tử mình, người mà chúng ta sống trong đời, chúng ta phải hành thiện. Hành nghiệp có nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng tùy hỷ được hết. Thí dụ thấy một đứa nhỏ, nó đi chùa, mặc dù nó có giỡn, nhưng mà mình cũng nghĩ, trời ơi nó còn chịu nó đi chùa, cỡ này ha, chừng 15-16 tuổi chắc gì nó chịu theo. Cho nên thôi kệ nó vô chùa, nó chạy, nó giỡn một chút, nhưng mà nó cũng giỡn trong chùa. Quý vị biết hồi nhỏ mà đi tu á, ở trong chùa con mình Pháp Hòa, không có một huynh đệ nào đồng tu với mình hết. Mà Pháp Hòa thì không có buồn. Mà lúc đó Phật tử tới chùa rất là ít, cho nên mỗi khi chùa mà có được vài bác, vài cô tới chùa, Pháp Hòa vui á, Pháp Hòa hay giỡn. Nhiều khi á, mấy bác chuẩn bị đi về, cái Pháp Hòa lấy cái bóp, Pháp Hòa cất. Pháp Hòa giấu là tại vì không muốn quý vị đi về. Rồi mấy bác này, mấy cô này này mà ngồi thiền, ngồi nghe Pháp về, cái Pháp Hòa lén lén và lấy hai cái áo và cột lại. Hai giặt áo cột lại, hai giặt áo cột lại, lát đứng dậy bà đi ngõ. Giật lại. Cái ông nhỏ chứ không ai ở trường. Tại trong chùa có mình nhỏ nhất thôi. Có một cái bác Phật tử, bây giờ bác vẫn còn sống. Bác mới nói với mấy cô trong chùa, kệ chú đi, tội nghiệp chú vô chùa, chú tu mình chú buồn, chú không có ai giỡn, ai chơi với chú, cho ổng khóa một chút vậy đó, mà ổng ở chùa ổng tu. Quý vị thấy không? Cái đó gọi là tùy hỷ. Hồi đó tên của quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý đại đức là Pháp Hòa thuộc lòng hết, tên trong giấy tờ. Hòa thượng nào tên là Nguyễn Văn gì, Trần Văn gì, Pháp Hòa biết hết. Toàn là điền tên quý ngài vô sớ cầu siêu không. Lựa mấy cái lễ lớn mà lúc đọc danh sách á, điền quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý thầy vô trong danh sách cầu siêu. Thì mấy thầy cứ nộp lên đọc thôi. Đang tất cả đại chúng đang quỳ về, cái đọc tên, ủa sao giống tên tôi vậy? Thầy kia nói, ủa sao giống tên tôi? Một lát đi xuống nói, ồ hồi nãy danh sách cầu siêu có một cái tên giống tôi. Cái thầy kia nói, ờ sao giống tên tôi? Hỏi ra một lô là bị hết. Nhưng mà các ngài không có giận hờn gì mình hết. Vì sao? Vì các ngài tùy hỷ, kệ nó vui. Mà cái đứa nó vui nó mới tu được. Phải không? Cho nên á, mình thấy ai cực khổ nấu chay cho người khác ăn, nói tại sao mà phải làm vậy chi? Cái người đó ta đang làm thiện mình không biết.
khuyến thỉnh người ta, mình ăn là chuyện tốt rồi, mà thấy người ăn được mình mừng, mình vui, dù chỉ là một bữa chay. Cho nên đó, thường thường trong chùa mình có cái hay nấu xong mà lỡ dư cái sao lấy bao ra để tu go. Nhưng mà đại chúng nhớ là khi nào dư mới tu go. Còn khi mà người ta chưa ăn, đồ còn đang để dành cho mọi người, rồi mình tự mình vô mình lấy, mình đi trước là không nên, phải không? Cái đó lâu ngày nó thành một cái nghiệp. Cái nghiệp là mình cứ chà đồ trước đó. Là mình trước người đầu nhà. Cái tu go là khi nào nó dư mới tu go. Chứ rồi thậm chí mình vì cảm tình cá nhân, mình nấu xong rồi mình phone cho bạn của mình đó, nhớ đi cửa sau nghe tôi làm sẵn bịch. Không nên cái đó. Mình tập cho cái người đó thành một cái nghiệp, phải không? Thật sự ra chùa không có hẹn hẹp gì hết, nhưng mà mình phải trước sau nó rõ ràng, chứ không có thể là chúng ta làm nó trật đi cái nguyên tắc. Xin lỗi đại chúng, mà nhiều khi ở Việt Nam mình nấu ăn xong mà cha mẹ chưa ăn, con cái cũng đâu có dám ăn. Đó là ngày xưa là vậy đó, đợi cha mẹ ăn rồi con cái mới dám. Thì trong chùa mình cũng phải giữ cái nếp đó, tức là nấu ra rồi cũng chưa cúng Phật, chưa cúng dường chư tăng, hề đem lên cúng các hương linh, rồi mình vì cảm tình riêng mình cứ múc sẵn vậy, rồi kêu người bạn của mình đó tấp vô, đừng đi làm nhớ ghé nha, để mình lấy cái cảm tình như vậy. Tức là mình tự mình tạo một cái nghiệp cho mình với người, cái đó cũng không nên. Tập cho mình một cái tâm, cái người kia thì cái tâm họ tham trong vô tình, họ đâu có biết, phải không? Còn mình là cái người cố ý cho để có cảm tình, mà mình cũng vô tình tạo cho mình một cái nghiệp, và người kia cũng một cái nghiệp không tốt. Rồi riết rồi cái hỏi này là gì? Tự tội, tự tài, muốn ăn nhiêu lấy. Cái này cũng tự tại đó. Thứ ba là nghiệp tự tại rồi, phải không? Thứ tư là gì? Là sanh tự tại. Sanh là sao? Sanh nghĩa là mình sống, đời sống của mình an nhàn. Có nhiều vị người ta chết người ta cũng không có khổ đau, vì người ta sống bình an lắm. Cho nên có nhiều bác lớn tuổi về già nói thôi tôi bây giờ có chết tôi không có gì hối hận nữa hết, con cái cũng đã lo đàng hoàng, cháu chắc cũng đầy đủ, nói chung là đời tôi có đủ hết rồi, cho nên tôi đi tôi không có gì ràng buộc. Cái đó gọi là sống, là sanh an, sanh tự tại nghĩa là sống hay chết người đó vẫn an nhàn. Còn bây giờ đối với chúng ta là những người thực tập thiết thực trong cuộc sống là gì? Trong cuộc sống của chúng ta dễ gì không có những bất trắc mỗi ngày. Thậm chí cạo đầu vô chùa tu chưa chắc đời sống ở trong chùa yên. Tại vì sao? Tại vì nhiều khi mình gặp những cái người huynh đệ chưa được dễ thương, người ta còn thế này thế nọ với mình. Nhưng mình phải thấy được sự nghiệp tu hành của mình là ở đây, lấy nhẫn nhục, nhu hòa, làm liều thuốc, làm thềm thang để mình đi tới. Cho nên người xưa có câu đó: học hải vô nhai cần thị ngạn, thanh thiên. Gọi là thanh thiên là trời xanh đó, hữu lộ chí vi thê. Mình dịch cho tiếng Việt là học hải vô nhai là gì? Biển học mênh mông không có bờ bến, nhưng mà chỉ cần chúng ta siêng năng thì sẽ tới bờ. Trời xanh có lối. Gì nữa? Cái chí nguyện của mình chính là cái thang để chúng ta lên. Với ý nói là bầu trời nó cao nó rộng vậy đó, dường như mình tới không được. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ còn có ý chí thì ý chí đó chính là cái thang để cho chúng ta leo lên từng nấc lên tới trời. Thanh thiên hữu lộ chí vi thê. Chữ thê là cái thang. Như vậy thì cuộc đời mình cũng vậy. Mình tu á, bất cứ hoàn cảnh nào mình phải
an nhàn, bởi vì nếu mình đủ duyên lành thì gặp cảnh thuận, nhưng mà nếu mình chưa đủ thì mình gặp cảnh nghịch. Nhưng mà biết đâu cảnh nghịch chính là cái nơi rèn luyện mình tốt nhất. Thưa đại chúng, Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông nhờ từ đâu? Ai coi phim Tây Du Ký rồi đó. Nhờ Tôn Ngộ Không bị nhốt trong cái lò bát quái, lửa đốt, lửa nung đốt, vậy mà Tôn Ngộ Không tung được cái lò đó, đạp đổ cái bình lửa đó, và từ đó Tôn Ngộ Không có 72 thần thông biến hóa. Tôn Ngộ Không là mình. Đôi khi mình ở trong một cái lò lửa, người ta thiêu đốt mình, nhưng nếu mình vượt được cái lò lửa đó thì tức khắc mình có thần thông. Thần thông đến mức độ chỉ cần Tôn Ngộ Không bứt một cái sợi lông khỉ ra, thổi cái phù ra được cái nhà, ra được bất cứ mọi hình tướng. Cái đó là cái biểu tượng. Người sống mà có tự tại rồi á, một sợi lông sợi chỉ người ta vẫn làm ra được việc. Cũng giống như người mà biết nấu ăn rồi á, chỉ cần bước vô bếp một bó rau họ cũng làm ra món ăn. Còn mình không biết gì hết, nó đưa nguyên tủ cũng làm trật lất hết. Thế cái người mà quý vị thấy, những cái người mà người ta thành tựu trong cuộc sống như là ông Bill Gates, những cái người nhà giàu tỷ phú đời nay đó, quý vị đọc lại tiểu sử họ, coi có ông nào mà thừa hưởng sự nghiệp giàu có của cha mẹ. Có những ông phải đi bán ve chai lông vịt, bán đủ thứ để rồi có được thành một tỷ phú, chứ đâu phải bình thường. Thì cái người đó, người cái quan trọng là người ta có cái bát nhã. Bát nhã là trí tuệ đó, để người ta quán chiếu, người ta ứng dụng tiền của người ta, sự nghiệp đời của người ta, cuộc sống người ta. Cho nên lúc đầu người ta chịu khó, sau người ta mới thành tựu được. Cho nên mình sống trong hoàn cảnh khó chưa chắc đã là xấu, tại vì chính cái khó nó rèn luyện, nó tôi luyện một con người thành tựu lớn trong đời mình. Pháp Hòa thường suy nghĩ, có lẽ Pháp Hòa cũng cảm ơn, nếu mà Pháp Hòa sanh ở nước Mỹ này hay là ở nước Canada, lớn lên chưa chắc mình đã tu được tốt. Nhờ 12 năm sống ở Việt Nam, cái thời gian nghèo khó, mà khi mình được qua đến này năm 12 tuổi, rồi khi 15 tuổi mình đi tu, thì cuộc đời mình vô tu cũng không phải dễ. Tu năm, thời gian tu mà những cái năm đầu mà người Việt mình mới định cư ở hải ngoại này, thì quý vị tưởng tượng, hồi đó tàu Hữu Kỳ mắc lắm, làm được một cây chả lụa đem vô chùa chỉ có thầy trụ trì được ăn thôi, chứ làm gì mà thoải mái. Bây giờ mà cắt để vô tô, tô 2-3 miếng không có đâu. Hồi đó là cái món ăn trường kỳ Pháp Hòa suốt thời gian làm chú tiểu cả chục năm đó, bắp cải mì căn, bởi bây giờ cải dữ lắm, mà cải bắp không chứ không phải cải thường nữa. Cứ chiều chủ nhật là cô Phật tử bưng hai cái bắp cải lên để trên chùa, là thầy trò ăn bắp cải suốt tuần lễ đó. Bắp cải nấu canh, bắp cải xào, bắp cải luộc. Xào thường xong ngán quá cho ketchup vô xào, xào ngán quá luộc, luộc ngán quá nấu canh. Hai cái bắp cải, khìa cho mấy cây mì căn, ăn suốt nguyên tuần mà hễ chủ nhật hết cũng cái nào hai bắp cải mấy cây mì căn. Nhưng mà cái lúc đó Pháp Hòa không có bị khổ đau vì chuyện ăn uống hết á, tại vì lúc đó mình chỉ một chí thôi, đó là chí gì? Tu. Tu hạnh phúc, không khổ đau, không phiền muộn gì hết. Thậm chí chùa không có tiền, lâu lâu mình đi về nhà bà già cho 20-30 đem về đưa cho cô Phật tử, nói con phụ tiền ăn, không có tiền để mà mua đồ ăn đi chợ nữa, đi chợ mua đồ ăn nữa. Lâu lâu về nhà má cho 20-30 đồng đem về đưa cho cô Phật tử. Ăn buổi trưa là toàn ăn cơm với dưa cải, mà dưa cải là bà già ở nhà muối cho ăn chứ chùa cũng có sẵn. Bữa nào mà được khúc bánh mì chả lụa chủ nhật dư lại đó, bánh trái gì chủ nhật đi học đem vô tủ để
mấy đứa bạn nó biết cái số locker của mình, cái số tủ nó mở ra lấy nó ăn. Ăn xong nó còn dán bảng nó cảm ơn chú tiểu. Nhưng mà không buồn, không giận, không cảm thấy chán nản gì đời tu hết. Mà nhiều khi tự ý thức chùa không có tiền. Hồi thọ Pháp Hòa còn làm sao gì? Mỗi buổi sáng quy định cho bản thân mình rửa mặt, súc miệng, cái ly nước vậy nè, 2 ly thôi. Tắm là 1 xô nước. Thầy không bao giờ thầy biểu chuyện đó, nhưng tự mình ý thức, mình kiệm phước, không dám xài phí, sợ tổn phước. Rồi bây giờ đây, cho dù mình có đủ các thứ nhưng cũng không dám phí. Bởi vì mình phí là mình tổn phước. Chứ đừng có nghĩ rằng mình có là cứ xài thoải mái đi, xài tự tại đi. Xài tự tại kiểu đó đó, phước nó tổn cũng tự tại lắm, nó rào ao vậy đó, không dám làm. Cho nên cho dù bây giờ dư giả cũng không phí, đủ xài là được rồi. Những cái tờ giấy lau lau miệng ăn cơm mà tờ to to cất lại, lau chỗ nào cuối cùng, đến khi nào không xài được nữa mới dục, chứ không phải dám bỏ tùm lum. Như vậy mà mình còn sợ phước mình tổn giảm nữa, huống chi mà mình cứ phung phí. Đừng có nghĩ là chỗ công cộng như chùa chiền thoải mái đi. Mình tới chùa, mình ở chùa nguyên ngày uống nước đó, lấy cái ly ghi tên mình lại, cả ngày mình dùng cái ly đó. Chứ 2 phút uống ly bỏ, 3 phút uống ly bỏ, mình ở chùa ngày đó không 10 cái ly. Mà 100 người thì bao nhiêu ly, 1000 người thì bao nhiêu ly. Tốn kém thì chưa nói mà tổn giảm môi trường sống. Mà khi mà môi trường này nó bị ô nhiễm thì ai là người hưởng? Cũng mình hưởng thôi chứ ai đâu, không? Cho nên hễ mình thả cái nhân ra thì khi cái quả nó đường cùng, nó return, nó trở lại thì cũng là mình hưởng chứ không có ai đâu. Cho nên mình phải có là cái người sống tự tại, là mình thấy rõ tất cả mọi cái cuộc sống của mình. Nghèo cũng có cái hay, giàu cũng là một cái tốt. Nhưng mà nhiều khi thiếu trí tuệ thì chúng ta bắt đầu ỷ cái tiền của chúng ta phí. Mà phí như vậy rồi thì phước nó giảm. Cho nên thưa đại chúng, nước Mỹ tuy nghèo vậy đó, nó nghèo là nghèo cái gì? Nợ dữ lắm. Nhưng mà nước Mỹ vẫn không ngưng làm phước. Mặc dù vậy đó, nhưng mà hễ thử một cái nước nào Á Đông mà thiên tai coi, nước Mỹ cũng sẽ có mặt. Không? Thành thử ra cái phước nó vẫn có chứ không phải không. Bất cứ hoàn cảnh nào, nước Mỹ vẫn là cái nước cường mạnh số 1. Đời sống của mình ở đây tốt, cho nên mình phải nhận ra cái đó để mình sống tự tại. Mà bây giờ cái tự tại của mình ở đây là gì biết không? Cái quan trọng là đừng để bị ràng buộc bởi những cái phiền não li ti, tự mình làm cuộc sống mình không thoải mái. Lẽ ra cuộc sống mình thoải mái, nhưng chính mình đã làm nó không thoải mái. Thứ năm là gì? Giải thoát tự tại. Giải thoát tự tại là sao? Giải thoát tự tại là cái tâm mình nó tùy ý, mình không có bị những cái ràng buộc. Bị chỉ chữ giải là mở. Kế đến là thần lực, nguyện. Giải thoát là do gì? Do nhẫn nhục. Cái người mà họ sống thoải mái là do nhẫn nhục. Tại vì họ biết họ không gây thù chuốc oán gia, họ không có nói những cái điều sai quấy. Có được cái đức nhẫn thì tự nhiên có giải thoát. Còn có được sống tự tại là nhờ có giữ giới. Có được cái nguyện lớn là nhờ gì? Nhờ sự tinh tấn. Hôm qua Pháp Hòa có nói sơ về chữ nguyện đó. Mình sống mà không có nguyện đó, tu không tới. Ví dụ như Pháp Hòa nói chiều nay Pháp Hòa mời quý cô tới chỗ đó tham dự được không? Không biết à. Khi nào tôi đi được là tôi đi. Người nói như vậy có đi không? Cái cơ hội đi hiếm. Bị nói như vậy thì không có để cái điều đó trong lòng. Đi cũng được, không đi cũng sao. Nhưng khi mình nói rồi, chiều nay 4 giờ tôi sẽ có mặt chỗ đó, thì khi mình nói như vậy thì cái câu nói đó nó để trong lòng. Mà khi để trong lòng là cố gắng mình nhớ.
Cho nên tu cũng vậy. Nên thôi không hứa đâu, hứa không làm tội. Phật đâu có bắt tội mình mấy chuyện đó. Thí dụ giờ nói tôi hứa tôi đi chùa ngày hôm nay, sáng nay bận việc không đi cũng không có tội. Đừng có sợ là hứa đi rồi không đi tội. Cho nên ai hỏi mình gì cái thôi tôi cũng hứa đâu, hứa không làm tội. Mà chính không hứa tức là không nguyện. Mà không nguyện thì sao? Mình tu là phải phát nguyện. Ví dụ như mình nguyện ăn chay nè, có nhiều khi mình không nguyện thì sao? Tôi không có nguyện là nguyện ăn không ăn tội lắm, thôi kệ đi để tôi ăn được nhiêu tôi ăn, mà hình như không có nhiêu tôi ăn hết. Mà nói tóm lại là không ăn bao nhiêu hết, tại vì có nguyện gì đâu. Còn nếu mình nguyện, tôi nguyện mỗi tháng ăn 2 ngày thì sẽ cố gắng tranh thủ mỗi tháng 2 ngày. Cho người tu mà không có nguyện thì cái nguyện đó là cái thang để dẫn dắt mình. Cho nên tại sao Phật tử phải quy y? Thì chính cái lễ quy y đó đó, nó giúp cho mình tăng trưởng được cái lực để chúng ta tiến tu. Cho nên cái kế là nguyện xong rồi gì nữa? Lực. Lực là sức mạnh. Mình có cái nguyện xong rồi thì cho có cái thần lực. Thần lực là gì? Nội tâm vững chãi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình không thích cái điều đó, nhưng mà tự nhiên hôm đó nó đến với mình một cách rất là đột ngột, mình không có nghĩ rằng mình sẽ gặp cái trường hợp. Nhưng mà mình vẫn giữ được cái thái độ mình bình thản do cái nội lực mình quán chiếu bên trong. Con người mình đó, quý vị thấy Đức Phật đó, nhiều khi nói Phật có thần thông, không phải Phật bay nhảy gì đâu. Thần thông của Phật tức là cái định lực ở trong người của Ngài. Bằng chứng là quý vị đọc sử của Ngài, nghe người ta tới chửi Ngài, tới vu oan cho Ngài. Nhưng mà mình đó là mình đổi sắc. Nhưng mà Phật có cái định lực đó. Phật quán chiếu, Phật thấy được cái túc duyên, cái nghiệp chướng của Ngài. Cho nên cái người sống, Pháp Hòa ví dụ ha, nếu mà hôm nào mình sống trong gia đình của mình, mình có một cái người đó trong gia đình mình, họ hay tính tình họ như vậy, cho nên mỗi lần mình gặp họ đó, hồi trước á, mình còn nổi xung thiên với họ, chứ từ từ giờ mình hình như mình cũng bớt đi rồi. Nhưng mà mỗi lần họ nói những cái điều đó, tâm mình vẫn vững, rồi bây giờ mình có được cái thần lực bên trong. Cho nên cái lực tự tại đó, cái thần lực tự tại không phải là mình ra oai với ai, nhưng mà cái sức mạnh của nội tâm, mình thấu rõ mọi vấn đề. Trí tự tại là do mình có được cái ngôn ngữ ứng xử trong đời. Rồi cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng gọi là pháp tự tại. Pháp tự tại là sao? Nghĩa là bất cứ việc gì mình nói ra, nó đều ứng hợp với căn cơ, thời điểm. Căn cơ là khế cơ, hợp với đạo lý gọi là khế lý. Mà người nói khế lý khế cơ là người nói được nghĩa của kinh. Pháp Hòa ví dụ như mấy em nhỏ, nó ngồi đây nãy giờ đó, mình nói thì rất là khế lý, nhưng mà bởi vì tiếng Việt các em nó không hiểu, phải không? Thì không khế cơ. Lý thì có đó, nhưng mà căn cơ không hiểu. Thì như vậy là thiếu cái phần trọn nghĩa của chữ kinh. Thường thường mình nói ô đi tụng kinh, đi tụng kinh, thì người ta đặt câu hỏi với mình, kinh là gì mà phải tụng? Vậy thì kinh là gì? Phải cần học, phải nghiên cứu. Bởi vì tất cả những gì trong kinh nó đều phù hợp, một là căn cơ, hai là lý lẽ. Hợp được căn cơ, hợp được lý lẽ, cho nên gọi là kinh. À, chữ kinh nói cho đủ là khế kinh. Khế kinh là gì? Chữ khế là khế hợp, hợp với chân lý, hợp với căn cơ. Đó là chưa nói năm nghĩa của kinh. Kinh như là một sợi dây đo lường để cho chúng ta đi cho nó tới, cắt gỗ cho nó ngay, cho nên gọi là thằng mặt. Mình muốn cắt gỗ cho ngay, mình kéo cái dây chỉ mà có phấn á, căng từ đầu này qua tới đầu đó, búng cái phấn nó rớt xuống.
rồi là đem cái miếng gỗ đây lên cái cưa, cưa đúng ngay cái đó thẳng. Vậy thì kinh là sợi chỉ đó đó, kinh là thằng mặt, kinh là dòng suối mạnh. Bởi vì rác mà nó có dính vô những cái ngõ ngách á, dòng suối mà chảy mạnh xuống thì tẩy đẩy hết những cái rác ra ngoài. Tâm mình mà còn chứa một chút gì phiền não, nhờ lên tụng thời kinh nó cũng bớt, tại vì nó đẩy ra bớt. À, tôi giận người đó quá, tôi không muốn gặp mặt người đó, bây giờ tôi xách vỏ tôi đi chùa đây. Không muốn gặp mặt ở nhà, cái xách vỏ đi vô chùa. Đi vô chùa cái mở kinh ra tụng. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Trời sao giống mình quá. Đọc cái lời kinh trong đó sao giống mình quá. Không có ngày không nói với nhau, chia cách hố kia càng rộng. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Đúng ý mình quá, đúng bệnh của mình quá. Rồi hết buồn hết giận. Thậm chí giận cái người kia trước khi ra khỏi cửa nhà, chết đâu chết khuất cho rồi, sống bực bội quá. Nhưng mà tới hồi đi vô trong này, ngay đám cầu siêu, hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Đọc vậy xong cái nhớ trực lại, trời ơi, nãy mình dũa người kia, chết đâu chết khuất cho rồi. Cái nhớ trực lại thì tự nhiên cái phiền não mình nó dợi đi, phải không? Cho nên á, trong kinh Di Đà nói á, quá 10 muôn ức cõi sẽ đến cực lạc. Chỉ cần qua 10 muôn ức cõi sẽ thấy được cực lạc, nhớ không? Kinh Di Đà nói vậy đó. Vậy thì 10 muôn ức cõi này là gì? Là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, năm thứ rồi, phải không? Là ác kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ. Chỉ cần qua được 10 cái đó thấy được cực lạc. 10 muôn ức cõi trong kinh Di Đà muốn nói đó là cái đó đó. Thấy không? Quá 10 muôn ức cõi có một thế giới tên là cực lạc. Tại vì mé bên này là cực khổ. Mé bên này là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là ác kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ. Cho nên cực khổ. Vượt được 10 cái đó liền thấy cực, cực lạc. Trong cõi cực lạc có Đức Phật Di Đà hiện đang thuyết pháp, phải không? Này Xá Lợi Phất, ỏi cõi cực lạc á, chim nó hót, nhớ không? Bạch Hạc, Khổng Tước, Ca Lăng, Tần Già, Cổng Mạng, tất cả các loài chim đó hót lên. Người ta nghe tiếng chim hót cũng sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Trời ơi, người mà vui rồi đó hen, không còn tham sân si mạng nghi gì, ngồi ở cái gốc cây chỗ chùa Đông Hưng này nè, chim nó hót cũng, trời, chim bữa nay hót hay quá ha. Tại mình mà người mà không mà an vui rồi đó hen, hát hay cũng nói hát dở quá. Cái người mà buồn rồi không có nghe cái gì nổi hết, còn cái người vui rồi tiếng chim hót cũng thành ra tiếng Pháp, cái lá nó rơi cũng thành ra Pháp. Cho nên cực lạc là gì? Là khi tâm mình vượt mọi khổ đau, sống trong cảnh vui, gọi là cực lạc. Cho nên cực lạc ở đâu xa? Cực lạc ở trong ta. Vừa rồi có một cô hỏi thầy ơi, cực lạc có xa không? Thầy Pháp Hòa mới nhớ một vị tổ mới nói một cái câu như thế này: Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Trăng mình nó lặn nhưng mà nó có rời trời đâu. Cũng như vậy, cực lạc không có ở đâu để mà phải đi tìm. Cực lạc nó ngay ở trước mặt mình. Mà cái quan trọng là mình có cặp mắt cực lạc để mình nhìn không. Có nhiều khi á, bước vô nhà, trời ơi, nhà sao nó tới hù à? Mở đèn lên coi bay. Mở hết lên, đèn vẫn tối. Tại vì mắt mình đeo một cặp kiến đen. Có không? Đó. Nhiều khi mình mang một cặp kiến đen mình quên mất đi. Rồi mình tới bước ra ngoài đường, sao trời hôm nay âm u dữ vậy?
Rồi mình biểu là phải thế này thế kia, nhưng mình quên cặp mắt mình còn mang cả một cặp mắt kính đen. Lột cái mắt kính đen đó thì bầu trời quang đãng, đèn không mở mà vẫn sáng. Mình cũng vậy, hễ tâm mình mà còn chứa một cặp kính đen đó, như bít mắt mình á, tâm mình còn tối thì ăn gì cũng thấy không ngon, ngồi đâu cũng thấy buồn, nghe gì cũng thấy dở. Người ta cười mà mình không cười nổi, thấy không? Mở phim hài ngồi trước mặt ta cười rần rần mà sao mình không thấy cười. Còn những lúc mình vui coi không thấy nó nói gì cười mà ngồi cười đó. Cho nên thưa đại chúng, trong kinh Viên Giác dạy: tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Người mà biết nó là giả thì liền hết khổ. Tri huyễn tức ly, tức là người mà biết nó là giả thì liền lìa nó. Mà người lìa được nó rồi là người giác. Thí dụ bây giờ mình coi phim hề, mấy anh hài cười thôi là cười. Nhưng mà tại sao mình cười? Tại vì anh nói vui. Mà cái vui đó vẫn là huyễn thôi, tại vì anh phải làm cái đó để cho mình vui. Rồi hôm nào mình coi cải lương cái mình khóc theo. Tại sao mình khóc? Vì nó buồn, nó giống cảnh của mình. Cho nên rồi mình bị cảnh, hễ cả trong kia vui cái mình vui, cảnh buồn cái mình buồn. Mà thậm chí trong đó nó đóng cái vai ác của mình. Ngồi này mình nghiến răng, thằng kia mà ác dữ chết đâu chết cho rồi, thí dụ vậy. Mà dính dáng gì tới mình đâu. Rồi mình ngồi mình bình phẩm, mình đủ thứ hết. Thế là mình không có cái pháp tự tại. Mình phải thấy cái gì huyễn mà cái gì là huyễn. Thấy cái thì khi mình giật mình á, trời ơi, người ta đóng cải lương quá kia ngồi khóc. Hiểu ra vậy cái là tri huyễn rồi, tức ly, liền ly liền. Mà hãy ly được nó rồi là người giác ngộ. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày lễ kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm do chùa Đông Hưng tổ chức, ngày hôm qua Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng về cái chữ Ba La Mật. Nghĩa là chúng ta phải thực tập như thế nào, tu tập như thế nào để cái chữ Ba La Mật, nghĩa là tròn vẹn đó, nó được đúng nghĩa. Hôm nay mình nói tới hai, mình nói tới hai chữ quán và tự tại. Quán là cái nhân tu, tự tại là cái quả tu. Và nếu người muốn được cái tự tại đó thì Ngài Khuy Cơ hướng dẫn mình một vài cái cách để chúng ta quán để có được tự tại. Tự tại ở tâm, tự tại ở cảnh, tự tại ở sự sống của mình, tự tại ở nghiệp việc làm của mình, tự tại ở cái nguyện của mình, tự tại ở cái thần lực của mình, tự tại ở cái trí của mình. Cái người mà người ta có được tự tại rồi, người ta không ràng buộc, người ta đến đi thông dong lắm. Người ta mời mình tới ăn cơm, rồi lát tôi tới chơi nha, chị mời ai với ai. Cái người ta kể lô cái có cái tên mình không ưa, thôi 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 khỏi, có người đó tôi ở nhà. Thế là mình bị đứt dây thần thông. Cho nên thần là gì? Thần là khả năng, thông là suốt, cho nên gọi là thần thông. Thần thông là cái sức mạnh, cái khả năng mà mình đến đi tự tại, không ràng buộc bởi cảnh, bởi người. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là thần túc thông, đến đi tự tại. Mà người có được cái thần lực đó rồi thì có phải tự tại không? Cho nên gọi là thần lực tự tại, nguyện tự tại. Cái nguyện đã nguyện rồi thì không có nề hà. Cho nên ngày xưa các vị đệ tử mà phát nguyện làm các vị mà sứ giả của Phật đó, chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện trọn đời dấn thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi, chẳng nề gian lao, chẳng từ khó nhọc. Mình đã phát cái nguyện đó rồi thì bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng đi. Đó gọi là nguyện tự tại. Và đi không ràng buộc thì gọi là thần lực tự tại. Và đến nơi nào tùy thuận mọi căn cơ mà nói pháp, gọi là pháp tự tại. Hiểu ý không? Thì sống được như vậy thì chúng ta ứng dụng được cái từ quán tự tại một cách linh động. Và bây giờ tự tại này không còn là một danh từ cho một đấng Bồ Tát nào nữa,
mà cái tự tại này nó ở trong tất cả chúng ta. Có thể chúng ta không có trọn vẹn tất cả tự tại, nhưng ít nhất cũng một phần nào. Mà hãy tăng trưởng được phần nào thì mình vui được phần đó. Cho nên chữ giới đó, để chúng nhớ năm giới nè. Trong năm giới quý vị giữ được 4 cũng tốt, được 3 cũng được. Tại vì giữ được giới nào thì an vui giới đó. Cho nên chữ giới được dịch là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Là giải thoát từng phần. Anh không sát sanh thì anh liền an vui ở giới sát sanh. Anh không trộm cắp thì anh sẽ thoải mái nhẹ nhàng ở giới trộm cắp. Hãy giữ được giới nào thì nhẹ nhàng giới đó. Cho nên gọi là biệt giải thoát. Mà biệt giải thoát là chữ phiên dịch nghĩa của chữ giới. Thì đừng có sợ giữ giới, tại vì có giữ giới mới có tự do. Thôi thì hôm nay nhân ngày Bồ Tát Quan Âm, chúng ta thường ca tụng ngài là Bồ Tát Quán Tự Tại. Thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng cái pháp tu tự tại, mà nhờ có cái quán đó mà chúng ta tự tại mọi việc. Thấy không? Trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá mình ở trong nhà. Không có thể nào thay đổi được cái gọi là nhân quả. Không thay đổi được. Quý vị biết là đời này mà mình có tiền nè, mình có điều kiện á, để mình đi đây đi kia đó, đó là nhân quả đó. Nhân đời trước là gì? Nhân đó là mình làm việc thiện, quả là mình có phước. Nhân là mình để dành tiền, quả là mình có tiền để đi du lịch. Nhân là mình có sức khỏe, quả là mình đăng ký mình đi. Thật ra nhân quả không có xấu. Nhân quả cũng có thể là nhân quả xấu, mà cũng có thể là nhân quả tốt. Ví dụ như là mình để dành tiền thì mình có tiền, để dành tiền là nhân, có tiền là quả, phải không? Thành ra nhân quả không có phải là xấu. Có nhiều vị chưa hiểu hết được cái chữ đó thì cứ nghe chữ nhân quả là rùng mình, là sợ. Thí dụ như Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta không tạo cái nhân tu thì làm gì có cái quả là thành Phật. Cho nên ngài thành Phật là quả, ngài bỏ cung vàng điện ngọc chịu khó đi tu là nhân, phải không? Thật ra mình bất cứ đời sống của mình mỗi ngày đều không lọt ngoài cái nhân quả. Và cái nhân quả là điều chúng ta không thể nào thay đổi được. Quý vị biết là tu viện Tây Thiên này á, là mình tạo mãi năm tháng 10, Pháp Hòa nhớ là tháng 10 2007. Tháng 10 2007, và trước đó là mình đã có 7 khóa tu ở tại Trúc Lâm. Và cái khóa tu đầu tiên á, chỉ có 35 người thôi. Rồi năm sau lại lên 70 người. Năm sau lên tới cái khóa thứ 7 á, là lên tới 200 mấy người. Lúc đó là mình phải chạy đi mướn những cái trường học xung quanh Trúc Lâm. Cực quá. Mà trong đó khi đó mình mới ước là mình tìm được một cái nơi nó thoáng khoáng rộng rãi. Thì khi Pháp Hòa đến đây á, Pháp Hòa nhớ một buổi chiều người ta đưa đến đây coi chỗ này đó. Thì cái mà nó làm cho mình suy nghĩ là mình nên mua đó, thứ nhất là cái hàng cây thông dẫn từ đường đi vô, từ cái đầu dưới, hồi nãy quý vị đi vô đó, đi vô cái hàng thông đó là Hòa thích rồi. Tại vì mình thích đi thiền hành, mình thích thiên nhiên mà thấy hàng thông là mình thích rồi. Cái thứ hai là cái nhà nãy quý vị ngồi ăn cơm, nó là cái chuồng bò. Trước kia nó là cái chuồng bò mà người ta nuôi bò để người ta đưa bò vô đó người ta lấy sữa, mà bỏ phế lâu ngày rồi người ta không dùng, cho nên nguyên cái building đó nó dơ và nó, nhưng mà cái sườn đó, cái nhà nó vẫn còn. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng cái chỗ này mình có thể sửa làm cái chùa tạm được. Thứ ba là cái nhà màu nâu, tức là cái ni xá Huệ Ngọc bên hông đó. Thứ tư là cái gara, cái double gara, cái nhà xe. 160 mẫu đất. Ở trong 160 mẫu đất này có sẵn cái chuồng bò, có sẵn một cái nhà 5 phòng ngủ, có sẵn cái nhà xe. Thành thử mà nó bán với giá là 650 ngàn.
Thì mình thấy rằng bây giờ nếu mình chưa có khả năng xây dựng gì hết thì ít nhất cũng có cái nhà này để mình tới mình làm cái bàn đạp, cái điểm đầu mình khởi sự. Và bây giờ nếu mình xây dựng một cái chùa mới đó tốn kém lắm. Sẵn có cái chuồng bò này nè, mình sửa lại mình làm chùa. Trong đầu và tới là đã đi một vòng rồi, mình đã sắp xếp mình phải làm gì trong tương lai. Cho nên rồi Pháp Hòa quyết định là mua cái cơ sở này. Và khi mua như vậy là cũng đâu có sửa sang gì được, mới quá. Thì đất chỗ này nó còn lồi lõm, nó hoang vắng, không có gì hết. Đến khi mà 2009 rầm rộ cái vụ Phật Ngọc đó, thì lúc Phật Ngọc đưa về Việt Nam lần đầu tiên đó, thì Pháp Hòa liên lạc thì mới biết rằng Phật Ngọc không phải chỉ dừng sau khi Việt Nam mà còn đưa đi vòng vòng. Thì mình đăng ký đưa Phật Ngọc về đây năm 2010. Mà bây giờ quyết định mà đưa Phật Ngọc về đây tháng 7 2010 thì cuối 2009 là phải khởi công xây dựng chứ không thôi làm sao tổ chức. Cho nên cuối năm đó là bắt đầu động thổ sửa cái nhà gara, cái nhà và cái chuồng bò đó trước. Thì quý vị thấy là nguyên cái frame đó, bây giờ quý vị thấy tất cả trong đó là mới hết. Chỉ giữ lại cái sườn để mình xin giấy phép cho dễ thôi. Thậm chí là những cái insulation, những cái cách nhiệt ở trong đó cũng phải là thay mới hết. Mình chỉ giữ cái sườn để mình xin phép thôi. Thì họ cho phép mình sửa cái đó và giữ nguyên cái hình dáng đó, chỉ làm cho nó theo cái ý mình. Và cái chuồng bò đó được ngăn làm 3 phần. Cái phòng lớn cuối đó bây giờ là phòng ngủ của Nam đó, ngày xưa nó là cái chánh điện. Rồi làm được 8 phòng ngủ, rồi làm được cái nhà bếp, tức là cái nhà đã ngăn làm 3. Mà sinh hoạt từ 2010 cho đến 2015 thì khóa tu quá đông. 2014 là đã lên tới 750 người rồi. Thì lúc đó không cách nào vô cái nhà đó lọt, thì phải mướn cái lều lớn ở bên tay phải đây để làm cái trại đường. Thì phải bắt đầu phải xây. Sau khi Phật Ngọc xong rồi thì cái nguyên cái chỗ mình xây để làm lễ Phật Ngọc nó dư một cái miếng xi măng, dư một cái nhà, cái đài, cái gác đó, thì mới đặt tượng Đức Quan Âm để ở đó để không phí cái miếng xi măng mà mình đã tráng. Rồi đổ phía sau thêm miếng nữa để làm cái nền, mỗi khóa tu lớn làm cái trai đường. Mỗi mùa hè là bên tay phải Pháp Hòa đây là một cái trai đường, 1.000 người ăn cơm ở trong đó. Thì khi mà mình làm như vậy rồi đó, thì 2015 là bắt đầu xây cái chánh điện này. Tới 2015 là xong cái chánh điện này để sử dụng. Và mình nghĩ rằng có thể tạm được, nhưng mà rốt cuộc á, cái chánh điện này bây giờ khóa tu mùa hè cũng không đủ. Tại vì bây giờ mỗi một lần vô đây ngồi là 800 người trở lên. Thật ra ngồi là xếp sát sát với nhau hết. Thì Pháp Hòa thư như vậy là nói về vấn đề nhân quả. Thì cái ngày nay quý vị đến đây, quý vị thấy cái quả nó như vậy á, không phải tự mà được, mà do mình đã tạo bao nhiêu cái duyên để cái quả nó có mặt. Cho nên ở khoảng giữa của nhân quả là chữ duyên. Mình không có tạo duyên thì cái quả nó không có mặt. Ví dụ mình trồng một cái hạt xuống, mình không tưới nước, tức là mình không thêm duyên, thì cái cây đó không có mặt được. Mình quen nhau rồi mà không cố gắng tìm hiểu nhau thì không thương nhau được. Bất quá là chỉ gặp nhau vậy thôi. Thật sự cái tìm hiểu nhau đó là mình thêm duyên. Đấy không? Thêm duyên, thêm sức làm cho cái việc đó nó rõ hơn. Thật ra nhân quả không thể thay đổi, nhưng mà mình phải biết rằng cái nhân quả đó ở khoảng giữa nó là một cái duyên. Và chúng ta sống hàng ngày đây cũng không rời nhân quả. Quý vị không tạo phước, quý vị không ở đây được. Có nhiều khi Pháp Hòa nghĩ mình giật mình không ngờ ngày hôm nay mình ở nước ngoài rồi mình làm Phật sự như thế này thế kia. Không nghĩ tới. Ngày trước mình chỉ là một đứa nhỏ, hồn nhiên, thoải mái cuộc sống của mình. Khi mình là một chú tiểu, mình cũng không có lo lắng gì hết, chỉ có biết tham tu, thích học vậy đó.
Rồi bây giờ đến khi mà mình đi tu 15 tuổi mà đến 17 tuổi là mình đã phải gánh vác công việc cho đến giờ phút này. Thí dụ vậy. Cho nên tất cả đều là cái nhân duyên nhân quả. Có nhiều lúc Pháp Hòa mệt mỏi khi mà Pháp Hòa nuôi mấy đứa nhỏ đó. Thì Pháp Hòa nói mệt quá thì thầy lớn mới nói: nhiều khi đời trước con nguyện, thì bây giờ tại sao biết bao nhiêu chỗ nó không đi tới, biết bao nhiêu vị thầy nó không đến mà nó đến với mình. Thì rõ ràng là mình phải phát cái nguyện nó mới đến. Cho nên nếu mà mình á muốn đi đến đâu mình cũng có được những người bạn dễ dàng làm quen á, là cái tâm mình hằng ngày á là mình phải kết duyên với chúng sanh. Mình kết duyên với chúng sanh, người nào mình gặp mình cũng chắp tay, mình xá chào, mình niềm nở, mình vui vẻ. Nếu mình không thích cái người đó cũng không có cần gì phải ghét. Quý vị cứ nghĩ mình giữ cái tâm mình bình thường với một cái tâm mình ghét thì cái tâm nào hơn? Thà là mình sống bình thường. Thí dụ mình không thích người đó, bất quá gặp chào hỏi là xong, không cần phải ghét. Ghét là một cái tâm hành không có lành, một chất độc. Ghét là một chất độc cho nên không cần gì phải ghét. Mình không thì bất quá mình không thương người đó bình thường. Thà Pháp Hòa hay nói thà là giữ cái tâm mình bình thường còn hơn làm tự nhiên giờ bình thường không muốn lại đi đưa một thứ độc vô này. Là ghét ở trong đầu mình, tôi không ưa bà đó, tôi không ưa bà kia, tôi ghét thằng nọ. Rốt cuộc cái cuộc sống của mình nó không có gì ngoài chữ ghét với không ưa. Thật ra nó biến mình thành từ cái nhân đó đó, cái nhân mình ghét đó, nó biến mình thành một cái con người, một cái kết quả là một con người câu có, dễ dàng buồn phiền và trách móc người xung quanh. Thật không có, không có một cái gì mình làm mà rời nhân quả hết. Ăn thua là đời sống hàng ngày mình huân tập. Ví dụ mình tập sống ấy, dễ dãi, đi tới đâu mình cũng dễ dãi vui vẻ. Thật hôm nào mà mình ấy, trời tôi bây giờ tôi biết nè, tôi ngồi trên xe với mọi người tôi thoải mái được nè, ăn ai ăn gì tôi ăn nấy nè, sắp tôi ngủ ai tôi cũng ngủ được, là mình biết do cái nhân mình dễ cho cái quả mình dễ. Mà quý vị biết là đi hành hương, đi chung về là một cơ hội tu tập lớn lắm á. Nhiều khi mình tu ở nhà có hai người à, tối ngày hai chúng sanh cứ gặp nhau. Mình đi như thế này là mình cơ hội mình gặp nhau với nhiều chúng sanh khác. Và mình lúc đó mình sẽ so lượng được với cái tâm mình là tâm mình đã tới mức nào. Mình dễ dàng nóng giận hay dễ dàng tha thứ, hay dễ dàng chấp nhận, hay dễ dàng hòa đồng. Mình sẽ biết được kết quả tu hành của mình, nghe pháp của mình trong thời gian qua như thế nào. Có thể tự nhiên trong khi mình đi là mình exciting, mình hồ hởi, mình nôn nao lắm, nghĩ là một chuyến đi rất vui, không ngờ ngay mới đầu chuyến đi là bị giận. Một quả bom, một quả tạ gì là bắt đầu. Nếu mình nuôi cái tâm hành đó là suốt chuyến đi mình sẽ uổng tiền và uổng công, uổng sức, không có thoải mái gì hết. Và Pháp Hòa hay nói cái điều này với những vị mà đến tu cũng vậy. Hỏi chị đầu tiên chị đăng ký làm gì, họ mở miệng ra là tôi đăng ký đi tu, tôi nghe di danh tôi đi tu. Rồi ai hỏi bà đi đâu, tôi đi tu. Ông đi đâu, tôi đi tu. Nhưng mà rốt cuộc đem nguyên cái khối phiền não sau 10 ngày tu, sau 20 ngày tu, rất là uổng. Tại quý vị thấy quý vị đã bỏ tiền ra rồi nè, bỏ công nè, bỏ sức nha, bỏ việc làm chứ, bỏ đủ thứ hết. Rồi cuối cùng đi này được cái gì? Bỏ cái gì để được cái gì chứ? Thế bỏ tiền ra mình được cái gì? Thế họ bỏ tiền đi đâu? Đi chơi. Mà đi chơi là muốn gì? Muốn vui hay muốn buồn? Đi chơi phải vui. Thử ai phù phiền hà giận hờn là sai. Đi chơi là phải vui. Mà sau cái chuyến đi chơi về phải vui vẻ, thoải mái. Thì đúng nghĩa là đi chơi. Còn mà mình không thoải mái là mình không phải đi chơi. Thậm chí đi lạc cũng đi chơi nữa, không có gì phiền hết á. Nếu mà đi trúng thì về nhà ở đó chứ làm gì đâu. Thành thử nhờ đi lạc đi đường vòng nữa. Cho nên Pháp Hòa đi đâu ai chở đi lạc cũng không có phiền não gì hết chứ. Ngồi xe thoải mái. Và nói, trừ khi nào mình bận công việc, trễ máy bay hay cái gì đó thì mình mới bắt đầu mình nôn nao, mình lo cho cái chuyến đó thôi. Chứ còn ngoài ra nếu không có gì phải đi, đã đi chơi rồi thì đi đâu cũng là đi chơi, chứ không phải tới cái chỗ đó.
Thật sự ra cái đó đó, cái nhận ra được cái nhân quả, thấy được cái nhân duyên á, do cái gì? Do trí tuệ. Mà trí tuệ đó không ai cho mình, phải do mình tu tập mới có được. Cho nên cái điều thứ ba mà Đức Phật nói đó là có một cái không ai thể cho mình được là trí tuệ. Cho nên vì sao mà cái người sống họ hạnh phúc được? Họ có trí, họ nhận. Thường thường cái chuyện mà nó tày trời, nó khổ đau, cuối cùng Pháp Hòa hay quán như nè. Bây giờ mình có là ông gì, bà gì, mình có bao nhiêu tiền của đi nữa, cuối cùng mình là gì biết không? Một nắm bụi thôi, nắm cát thôi, không có gì hết đó. Nhờ quán vậy cho nên nhiều lúc và dễ xả lắm. Mới đầu là mình bực, mình thấy tại sao mình người ta như vậy, nhưng cuối cùng mình thấy là đúng. Ngày hôm qua đó có hai vợ chồng gây với nhau rất là lớn, cũng không có gì khác, tiền thôi. Thì cuối cùng cái đứa con á, nó mới xi nhan trước chứ Pháp Hòa, nó nói giờ ba mẹ con là giờ hãy ráp với nhau lại, là gây lộn suốt ngày mà không có gì ngoài tiền, nghi ngờ với nhau, tiền bạc với nhau rồi cứ gây. Thì bây giờ con trở lên cho thầy gặp, ngày hai ông bà đồng ý đi. Thì lên thì Pháp Hòa mời ăn cơm. Thì trong khi ngồi ăn cơm sắp hết rồi, tại vì nếu mình ta đang ăn cơm mình bảy chuyện này ra người ta nghẹn, người ta ăn không nổi cho nên để cho ta ăn cơm sẽ xong đi. Rồi Pháp Hòa mời uống nước rồi lên lại Phật điên vòng, rồi bắt đầu mới xuống nói chuyện. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ hai vị cũng lớn tuổi rồi, bây giờ đã đến lúc thôi nên nghỉ về hưu đi. Suốt mấy mươi năm làm quần quật, tiền để dành nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng tiền nó làm gì? Nó làm cho mình gây gỗ. Rồi Pháp Hòa mới nói á, mình mua một cái giường, thậm đừng có nói cái nhà nha, cái nhà lớn mình không lăn hết cái nhà, mình ngủ đã đành rồi, thậm chí một cái giường nằm bao nhiêu của cái giường đó, nhiều lắm là cũng gốc của cái giường đó thôi, chứ nằm không hết cái giường nữa đó. Mình nằm không hết cái giường nữa đó, chứ đừng nói là mình nằm cả ruộng đất nhà của mình, đâu cái giường mình thôi mà mình nằm còn không hết nữa đó, thì mình dành gì? Quý vị để ý coi có phải không? Nhiều lúc có Hòa nằm, thường thường Hòa nằm không bao giờ Hòa nằm hết cái giường, lúc nào Hòa nằm cũng từ cái mí giường nằm vô thôi, và nằm xuống là nằm một chỗ lăn không gì cứ như thôi. Mà những khi Hòa nằm như vậy thì Hòa hay suy nghĩ con người mình đó, đến cái giường mà nằm cũng chỉ một góc thôi chứ cũng không hết nữa, mà tại sao từ sáng tới tối mình cứ dành này dành kia? Cái gì của tôi hết á, nhà của tôi, đất của tôi, rồi đủ thứ chuyện nó sanh ra hết. Thậm chí lên xe bus đi chơi với nhau cũng dành chỗ ngồi nữa. Chỗ này của tôi mà thiệt sự của mình được không? Có chỗ của mình đâu, không có chỗ nào của mình hết á. Cả cái ta bà thế giới này không phải của mình. Thậm chí mình thường xưng Đức Phật Thích Ca là giáo chủ ta bà, Ngài cũng chẳng làm giáo chủ ta, Ngài cũng chẳng có ôn cái đất này, Ngài cũng ở ta bà này 80 năm rồi, Ngài cũng xách giỏ Ngài đi rồi. Nhiều lúc mà suy nghĩ vậy đó, mà nhiều khi nằm trên giường của bà suy nghĩ, trời ơi, ngộ ha, con người mua cái giường thiệt bự nhưng mà thiệt sự mình nằm cũng góc à. Rồi bây giờ cho mình có một cái single, cái bed mà single một người nằm, có nằm hết cái chỗ đó không? Cũng góc đó thôi. Mặc dù là cái giường đó là giường chiếc đó, nhưng mà cũng không hết cái chỗ đó nữa, bị mình có bự ở đó đâu. Tại cái chiều dài nó cũng nhiều, mà mình ngắn ngủn cũng nằm khúc đó. Suy nghĩ như vậy rồi thì cái tâm mình nó nhẹ ra. Nhưng mà cái gì làm cho mình thấy được cái đó, nếu không phải là cái tuệ giác, cái trí tuệ, nhà Phật gọi là quán chiếu. Quán chiếu. Và quý vị nào mà đi máy bay á, quý vị nhìn xuống dưới đất á, quý vị thấy có những cái building nó to trọc trời vậy mà tự trên mình nhìn xuống nó là con kiến à. Cho nên chư thiên ở cõi trời mình nhìn xuống cõi này là toàn là một đàn kiến nó đang nhúc nhích chứ không có gì hết. Chư thiên mà nhìn xuống nó, ôi chà, dưới này kiến ở đâu mà bò lúng túng vậy đó.
Rồi cái những cái mùi mà mình spray lên người mình á, mùi này mùi kia mà chư thiên đừng có nói cõi trời cao nghe, thấp nhất cõi trời mà thấp gần mình nhất là trời tứ thiên vương. Đi ngang cái cõi ta bà này là phải bịt lỗ mũi đó. Ôi cha, ở dưới này nó spray cái mùi gì mà chịu không nổi. Giờ ở dưới này là mình kêu là mùi thơm, chứ đối với cõi trời là cái mùi này nó thơm là thơm với ai? Thơm với cái lỗ mũi mình thôi. Thậm chí nè, dầu thơm người ta xịt, ta spray lên người mình đi ngang mình cũng bịt lỗ mũi. Nó chờ cái bà này xài dầu thơm vì cái mùi ghê quá. Mà thiệt sự là dầu thơm, cái miệng mình vẫn nói dầu thơm nha, cái bà này xài dầu thơm sao nó hôi quá. Chúng sanh mình rắc rối dữ lắm. Chúng sanh mình rất là rắc rối. Ăn cái gì không có dầu thì chê, mà bỏ dầu chiên vô sợ nóng. À, mà rồi là dầu mà phải để ba rô cái ba tỏi gì vô phi cho thơm lên. Mà hễ mà nó nhiều quá nó hôi. Tại thử cái chữ thơm với chữ hôi với mình nó cũng đổi ào ào vậy đó, chứ cũng chẳng thơm thật mà cũng chẳng là hôi thật. Nấu nồi bún mắm ra mà người nào mà chịu cho thồm thồm quá, còn cái người mà chịu không nổi là bịt mũi chạy làng. Thì quý vị mới thấy là Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thấy cái điều thứ tư, thứ ba mà Đức Phật nói là nhân quả gì, trí tuệ. Mà cái tài sản, cái mà giúp cho con người mà vượt thoát khổ đau đó là cái gì? Trí tuệ. Con người khổ là tại con người còn mê. Con người mà hết khổ là khi con người tỉnh. Quý vị để ý rồi sẽ quán chiếu cái đó. Thật sự trong cuộc sống này á, không có cái gì thật khổ đó. Là do mình nhận thích nó là nó vui, mà không thích là nó khổ. Giống như khổ qua nó thật khổ không? Hồi nãy vị nào bước vô, trời ơi canh khổ qua nóng ngon quá ha. Mà người nào mà ăn không được thì chết tôi rồi. Từ sáng giờ tôi đói bụng muốn chết. Tôi về đây mà tự nhiên tôi gặp chén canh khổ qua cái tôi mất mùi. Ví dụ vậy. Rồi người nào mà thấy là sao luộc với chén tương kho, trời ăn ngon lành mà người nào ăn không được mặn muốn chết. Thật ra quý vị thấy là thật ra các pháp nó đâu có gì đâu. Các pháp nó vậy đó. Mà hễ mình có được cái tâm tu, cái trí tuệ, mình nhìn các pháp, mình nhận các pháp thì cái pháp nó đổi à. Giống như cái anh chàng đó, anh xấu quắc vậy đó, mà anh vô mắt mình là anh đẹp tuyệt vời. Thật ra cái pháp nó không có thay đổi gì hết đó. Mình nhận cái pháp đó. Do mình nhận cái pháp đó. Cho nên mình vui khổ là do cái trí tuệ mình quán chiếu. Mà không ai cho mình được nếu mình không có tự mình tu tập để mình phát triển được cái trí đó. Quý vị nè, có quà nói ví dụ ha. Cái cơ thể con người mình nó thông minh lắm nha. Mình ăn cái gì mình nóng vô là nó báo cho mình biết liền. Mụn nổi nè, táo bón nè, mặt mình sần sù nè, môi mình khô nè, thí dụ vậy. Hay là mình ăn nhãn nhiều quá đổ ghèn, cơ thể mình nó nói liền. Mà ăn vô cái gì mà không hạp á, nó nói liền, nó làm cho mình ngăn ngực khó chịu, muốn mửa muốn nôn. Mình ăn cái gì vô mà nó không chịu nữa, nó chọt bụng, nó làm cho mình đau bụng, tiêu chảy vân vân. Chính cái cơ thể mình á, đưa cái vị vô nó không hạp là nó phản ánh liền. Thì cái trí của mình cũng vậy, cái mình cũng nhận biết tất cả. Cho cái điều thứ ba mà mình cần có đó là trí tuệ, mà thưa là trí tuệ không ai cho được. Và cuối cùng là Pháp Hòa muốn nói là gì, là Phật pháp. Phật pháp không thể diễn tả được, tùy theo cái người thấm nhập mà nhận rõ các pháp, vui theo cái tầng lớp mình thấm. Ví dụ như cái người mà họ thích nghe pháp, càng nghe càng vui, càng nghe càng vui. Người mà không thích thì ok, không thương, không thích gì, bình thường, nhưng mà đứng dậy là không nhớ gì hết. Thì người đó là nghe, nhưng mà không có nghe, nghe âm thanh thôi. Nãy giờ ông thầy ông lải nhải ông nói tôi nghe âm thanh, nhưng hỏi thấm được không? Cái đó nghe mà không nghe.
Còn người thích ngồi nghe đó là nghe mà nghe, nghe âm thanh, nghe luôn cả ý nghĩa Phật pháp. Và thưa đại chúng á, là Pháp Hòa thường hay nói á, có Phật pháp là có phương pháp. Mà nếu mà quý vị mà lấy cái trí tuệ của Phật pháp, trí tuệ nó cũng hai loại, của thế gian hay của Phật pháp. Ví dụ có những người người ta thông minh, người ta rất là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ đó để tạo ra những cái thế đời, thì cái trí tuệ đó chỉ sống theo đời thôi, mưu mô chiến lược theo đời. Nhưng mà người tu có trí tuệ bằng cái tuệ giác của mình, bằng cái sự tu tập Phật pháp của mình đó, trí tuệ của mình tạo nên nhiều cái điều lợi lạc. Cho nên bốn điều mà Đức Phật nói rằng bất khả tư nghi. Một là nhân quả. Nhân quả không thể thay đổi. Trí tuệ không ai cho. Phật pháp không thể nghĩ bàn. Và nhân duyên không thể tự đến. Bốn điều không thể. Hôm nay quý vị gặp Pháp Hòa được, không phải tự nhiên mà được. Nếu quý vị không cố gắng, quý vị thương quý cho nên nghe đi sang Canada thăm thầy Pháp Hòa, sẵn chuyến đi du lịch luôn. Trong đó có một phần muốn gặp Pháp Hòa, một phần sẵn dịp quý vị đi tham quan du lịch. Hai cái duyên nó kết với nhau. Và thí dụ như mình đi chơi xong rồi phải không, mệt rồi nhưng mà mình đang muốn tới cái điểm đó, cho nên nó làm cho mình vượt cả ngàn cây số đi được. Cho cái nhân duyên mà chúng ta gặp nhau như thế này đó, nếu mà quý vị không phải là Phật tử, không thích cái sự gọi là về chùa thì mình không gặp nhau. Chỉ thích du lịch thôi thì có lẽ là sáng gặp nhau ở trên Trúc Lâm xong rồi thì quý vị đi chơi. Chứ quý vị không chịu về đây mà vào một cái khung gian, khung cảnh như thế này. Thí dụ vậy đó. Thì hôm nay nhân cái chuyến đại chúng về thăm tu viện, thì Pháp Hòa thấy được cái nhân duyên. Và quý vị thấy rằng ngày hôm nay mình có mặt nhau, quả thật những gì nãy giờ Pháp Hòa nói nó đều có mặt hết. Thứ nhất là nhân duyên nè, thứ hai là nhân quả nè, phải không? Thứ ba là trí tuệ nè, thứ tư là Phật pháp nè. Mình đi đâu mình cũng thấy được Phật pháp hết á. Và mình sẽ thấy rằng á, mình có đầy đủ cái trong người mình nó thấm Phật pháp rồi đó, quý vị sẽ đi bất cứ chỗ nào, nơi nào, quý vị đều nhìn ra được cái ánh sáng của Phật pháp hết. Ánh sáng Phật pháp. Và khi mà ngồi lại với nhau là mình thấy rõ ràng người này mình quen là do móc nói với người kia, người kia tới hồi ngồi lại với nhau là trái đất này nó nhỏ xíu à. Trái đất này nhỏ xíu mà thành thử ra sơn hà đại địa, tất cả quý vị thấy một cái building mà của New York á, cái World Trade của New York đó, khi mà nó nổ tung ra rồi đó, cái thứ này nó thành ra cũng là gì? Cũng là cát bụi. Từ một cái khổng lồ vậy đó, phải không? Rồi chỉ trong phút chốc thôi, tất cả cái khổng lồ nó đã trở thành ra những hạt cát, những hạt bụi hết. Thì mình lạ gì đâu. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư Việt Nam nói đó, nếu mà nhìn cho kỹ thì thấy rằng á, tất cả vũ trụ sơn hà đại địa này nó nằm ở trong cái hạt cải thôi. Ở trong hạt cải thôi. Vũ trụ này nằm trong hạt cải thôi. Và thật là như vậy. Bây giờ mình, dù mình nói mình là con người to lớn vậy nè, chứ mà phân tích ra mình từ những cái nhỏ nhất mình có mặt, miếng đậu hũ nè, cọng rau nè, tại là không có mấy cái đó thì sao có mình. Tại là cuối cùng mình rất là nhỏ bé, không có lớn lao gì hết trơn. Cho có một vị hòa thượng Việt Nam của là kính, rất kính hòa thượng, đó là ngài Thanh Bích ở ngoài Bắc đó. Khi mà ngài mất đó, là ngài dặn đem ra ruộng chôn, cho tôi trở thành phân bón để tiếp tục làm cho ruộng nương, vì mình sống nhờ bao nhiêu cỏ cây nuôi mình thì bây giờ mình trở về với cỏ cây, không có gì hết. Cho nên bây giờ quý vị có được đi du lịch,
Rồi bây giờ ha, ở Việt Nam, ở Mỹ, ở các tỉnh bang của Canada, ham đi chơi và cuối cùng quý vị thấy nó bình thường không? Cũng bình thường, chỗ nào cũng xe, cũng cũng nhà lầu, cũng đủ thứ, bình thường thôi. Cuối cùng Pháp Hòa muốn tặng đại chúng cái bài thơ của ông Tô Đông Pha, phải không? Mù tỏa lô sơn sống triết giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa lô sơn sống triết giang. Nghe đồn Canada đi lên Ben rồi cũng vậy thôi, cũng là tuyết, cũng là núi nước vậy thôi, nhưng mà chưa đến là chịu nổi à. Khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, cuối cùng câu chân lý là cũng là mù tỏa lô sơn sống triết giang, cũng là núi sống bình thường thôi. Lô sơn yên tỏa triết giang triều, vị đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, lô sơn yên tỏa triết giang triều. Vị đáo bình sinh hận bất tiêu, chưa đến hận lắm, đời này mình sao thiếu phước chưa được đi. Nhưng mà đến rồi thì bình thường lắm, không có gì hết. Cho nên khi mình thấy á, cái đó là một pháp tu, một pháp quán, không có cái gì quan trọng hết, không có gì quan trọng hết á, mọi việc bình thường. Ví dụ bây giờ ví dụ quý vị ở Việt Nam, quý vị thương Hòa quá, quý vị gặp Pháp Hòa rồi, Pháp Hòa có gì khác không? Cũng bình thường. Mà nếu quý vị thấy Pháp Hòa bình thường á, là quý vị thấy chân lý đó. Còn quý vị tới đó thấy Pháp Hòa bất thường quá là là em có vấn đề rồi đó. Rồi thì một lần nữa xin được chào đón quý ni sư, quý sư cô, quý thầy cũng như toàn thể đại chúng. Mong rằng quý vị có được những giây phút an lạc ở đây. Và quý vị cũng đến, quý vị cũng thấy là ở đây cơ sở còn rất là thô sơ, nhân sự thì cũng không có nhiều. Nếu có gì sơ sót thì mong đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ xả chân, sau đó Pháp Hòa sẽ dẫn quý vị đi thăm tu viện. Dạ. Thì ở đây là cái chánh điện này là mình khởi công vào mùa đông cuối năm của 2014. Ở đây lúc nào mình làm gì cũng là cuối năm. Lý do là bởi vì mình cũng không thể trốn được cái mùa đông, bắt buộc là mình cũng phải xây ở trong mùa đông. Và vì mùa đông á, nó cũng có một cái lợi là đôi lúc có những cái chuyện mình cần đào móng á, đất nó khô cứng á, mình làm nó cũng dễ khi mà nó vừa lạnh tới. Cho nên có những cái việc mà mình phải đợi lạnh mình mới làm được. Dạ. Bây giờ mình xin cảm ơn đại chúng ha. Mình sẽ xả chân chút xíu cho khỏe cái chân, rồi mình sẽ đi tham quan.